Chương 1181, ta đối ngự tiên cung không có ác ý như vậy đủ rồi, tìm tòi nghiên cứu thân phận. Lăng Thu thường làm ngự tiên cung cung chủ, thực lực thâm bất khả trắc, sớm đã đạt đến tổ đạo cảnh tình trạng hắn cũng không ngờ tới, cố trường ca như thế người đệ tử, đối mặt hắn lại tùy ý như vậy thông dong, mảy may cũng cảm giác không chịu được áp lực dù cho là ngự tiên còn lại trưởng lão, tại đối mặt hắn thời điểm, cũng sẽ có một chút áp lực điều này làm hắn ngạc nhiên đồng thời, cũng bắt đầu có chút hoài nghi lên Lăng Ngọc Tiên trước đó nói với hắn cố trường ca lai lịch thân phận, chỉ sợ cũng không đơn giản từ ngày đó nghị sự đại điện sự tình kết thúc về sau lăng ngọc tiên liền chủ động tìm được cũng nói tới cố trường ca đặc thù sau đó nhường hắn đi tìm hiểu cố trường ca lai lịch tiêm vân đạo trường sự tình lăng thu thường kỳ thật cũng không hiểu rõ nhưng hắn đằng sau vẫn là trong mong người đi dò xét một cái biết được tiêm vân đạo trường đích thật là có một vị đại sư huynh nhưng là quanh năm bế quan tìm tu không hỏi đến ngoại giới sự tình cơ hồ không có đệ tử gặp qua hắn chân dung vì chứng thực tin tức này hắn còn nhường tiêm vân trưởng lão cố ý tới một chuyến hỏi thăm cố trường ca thân phận những này mặc dù tiêm vân trưởng lão trả lời cũng không có có vấn đề có thể lăng ngọc tiên vẫn như cũ không yên lòng lúc này mới có hắn nhường cố trường ca tự mình tới một chuyến như thế một màn nàng dự định tự mình dò xét một phen không phải vậy không an tâm tới cũng không phải là cung chủ muốn gặp ngươi mà là ta muốn gặp ngươi lúc này lăng ngọc tiên lại là chủ động mở miệng nàng nhìn chăm chú vào cố trường ca thanh âm có chút hơi lãnh diễm mang theo băng lãnh đại lý bằng đá cảm giác cố trường ca ngược lại là kinh ngạc nói a, à, không biết Ngọc Tiên sư tỷ, lại là không biết có chuyện gì vài ngày trước Lăng Thu Thường triệu kiến Tiêm Vân trưởng lão sự tình, Cố Trường Ca tự nhiên là biết đến. Tiêm Vân trưởng lão cũng không dám giấu giếm hắn, ngay lập tức một năm một mười nói Lăng Thu Thường hỏi thăm có quan hệ thân phận của hắn lai lịch sự tình, cho nên Cố Trường Ca liền biết rõ, Lăng Thu Thường cuối cùng rất có thể còn có thể tìm tới hắn. Lăng Ngọc Tiên mặc dù cũng không trên người Cố Trường Ca, cảm giác được bất kỳ dị trạng, nhưng vẫn là vẫn như cũ lấy hắn, nói, ta rất hiếu kỳ sư huynh thân phận của ngươi lai lịch bây giờ tiên cung cùng bên trong còn chưa từng có người nào cho ta như thế một loại cảm giác kỳ quái, chỉ sợ sẽ là ta xuất thủ, cũng chưa chắc sẽ là sư huynh đối thủ nàng cũng không để ý tới chú ý dài đối nàng sư tỷ xưng hô, ngược lại là rất trực tiếp xưng hô hắn là sư huynh không có giao thủ qua, ngươi lại thế. Nào cho rằng như vậy đây, cố trường ca vẫn như cũ là cười nhạt một tiếng, lăng ngọc tiên đẹp nhìn thẳng hắn, như muốn xem thấu trong lòng của hắn suy nghĩ ta tin tưởng ta trực giác, ngươi rất đặc thù, cũng không phải là đệ tử bình thường, nàng nói thẳng, chưa từng có cái nào phổ thông đệ tử có thể như vậy tỉnh táo bình thản trực diện ta, cho dù là đối mặt cung chủ, ngươi cũng như vậy mây trôi nước chảy. Xem ra là Ngọc Tiên Sư tỷ đối với mình mỹ mạo, có chút quá tự tin chỉ tiết, ta đối Ngọc Tiên Sư tỷ cũng không cảm thấy hứng thú, cố trường ca tùy ý cười nói ta nói cũng không phải là tự mình cho, lăng tiên đại mi một, ngữ khí có chút hơi bất mãn, nàng biết rõ cố trường ca khẳng định là cố ý xuyên tạc chính mình ý tứ cố trường ca hơi chút mà nói, vậy ta lại tại sao lại không dám nhìn thẳng Ngọc Tiên Sư tỷ đâu. Lăng Ngọc Tiên ngữ khí lại là một người rốt cuộc là ai? nàng lời nói cũng biến thành bao nhiêu không khách khí bắt đầu dường như tức giận nàng nhìn không thấu cố trường ca lai lịch hơn đừng đề cập hắn tu vi nhưng sâu xa thăm thẳm bên trong kia tiêu uy hiếp cùng bất an lại làm nàng rất là cảnh giác đề phòng phải biết nàng thế nhưng là thân mang túc tuệ người lai lịch to đến kinh người mặc dù những năm này khôi phục ký ức cũng không nhiều nhưng cũng đủ để khiến nàng áp đảo tất cả cùng thế hệ phía trên liền liền ngự tiên cung rất nhiều trưởng lão cũng thấy không rõ lai lịch của nàng cùng thực lực nếu là vận dụng rất nhiều thủ đoạn chỉ sợ cũng liền đạo cảnh trưởng lão cũng không nhất định sẽ là nàng bây giờ đối thủ lăng ngọc tiên tự tin lại kiêu ngạo cho rằng đương thời tại hiên nguyên văn minh tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái thứ hai có thể sánh vai nàng nhân vật có thể hết lần này tới lần khác cố trường ca xuất hiện nhưng nàng viễn cổ một chút ký ức lại lần nữa khôi phục hiển hiện đồng thời có lớn cảm giác nguy cơ lăng thu thường nghe được lăng ngọc tiên lời này ngược lại là cũng không hoài nghi chỉ là càng thêm ngạc nhiên tuy nói lăng ngọc tiên cũng không nói thẳng vì sao cảm thấy cố trường ca đặc thù nhưng nghĩ đến hẳn là thân phận của nàng cùng kiến thức, đã nhận ra một chút dị thường. Trường ca. Cho nên tại Lăng Ngọc Tiên nói xong lời này về sau, Lăng Thu Thường cũng xếp sao tập trung vào chú ý thâm thúy bên trong đôi mắt, hình như có vô biên nhiều cảnh tượng đang lăn lộn diễn hóa. Giang, hỗn độn khí diệt, vũ trụ sụp đổ, làm cho người ta cảm thấy lớn như vậy uy áp, nhiếp nhân tâm phách hắn vận dụng thuộc về tổ đạo cảnh tồn tại thủ đoạn, muốn nhờ vào đó chấn cố trường ca, bức bách hắn nói ra nói thật đến cung chủ chính là như vậy, bức bách ngự tiên cung đệ tử cố trường ca quét lăng thu thường một cái, thần sắc không có biến hóa, vẫn như cũ là nguyên vẹn không thèm để ý bộ dáng, khẽ cười một tiếng nói, nếu là việc này truyền đi, không biết ngoại nhân lại muốn làm cảm tưởng gì. Ta à đối tiên cung nhưng không có bất luận cái gì ác ý, cung chủ làm như thế, có phải hay không ít nhiều có chút lệnh đệ tử hàng tâm gặp hắn đối mặt tự mình uy ngộ, cũng không có bất kỳ để ý, lăng thu thường sắc mặt cũng có chút không xong hắn làm cung chủ, như vậy vì một cái tuổi trẻ đệ tử, đã không nói được, có thể hết lần này tới lần khác còn không có bất kỳ tác dụng gì đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, thiên phương dạ đàm sự tình. Giờ khắc này, liền hắn cũng cảm giác hoang đường, trước mắt cái này thần sắc tự nhiên tuổi trẻ đệ tử, đến cùng là phương nào thần thánh. Lăng tiên cũng không nghĩ tới, liền lăng thu thường xuất thủ đều vô dụng, căn bản chấn không đến cố trường ca. Tự hồ cố trường ca lai lịch, so với nàng suy nghĩ cũng còn muốn kinh người. Lăng Ngọc Tiên trầm mặt một lát, mới nói, sư huynh có cái này địa vị, vì sao lại muốn ẩn cư ở tiêm vân đạo trường, là một tên phổ thông đệ tử chỉ sợ tiêm vân đạo trường tiêm vân trưởng lão cũng không biết rõ nàng tên đệ tử này có kinh khủng như vậy thực lực cùng địa vị bây giờ việc quan hệ trợ ngự tiên cung tổ sư thoát khốn một chuyện lăng ngọc tiên cũng không dám qua loa chủ quan mỗi người cũng có bí mật của mình sư tỷ cần gì phải phải sâu cứu đây tựa như là ngọc tiên sư tỷ không phải cũng có thuộc về chính ngươi bí mật sao ngươi chỉ cần phải biết ta đối ngự tiên cung cũng không có ác ý như vậy đủ rồi cố trường ca cười nhạt một tiếng nói lời này vừa ra Lăng Ngọc Tiên thần sắc cũng là hơi biến đổi. Bí mật của nàng, cũng chỉ có chính nàng rõ ràng, Lăng Thu Thường đều chưa từng biết rõ. Cố trường ca nói như vậy, là nói hắn cùng mình, kỳ thật cũng là chuyển thế luân hồi, có được túc tuệ người. Nàng sẽ trên người cố trường ca, phát giác được một chút bất an cùng uy hiếp, cũng là bởi vì duyên cớ này. Hắn đối ngự tiên cung không có ác ý. Chương 1182, Văn Minh Chí Bảo Vĩnh Sinh Chi Môn, Song Bào Thai Tỷ Tỷ Lăng Thu Thường kỳ thật cũng không muốn truy đến cùng cố trường ca lai lịch, hắn thấy, ngự tiên cung môn hạ, có như thế một tên đệ tử, khi tự nhiên là tông môn may mắn. Mặc dù cố trường ca địa vị không đơn giản, nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, hắn đối ngự tiên cung đích thật là không có ác ý mà lại, đây là tại ngự tiên cung chỗ sâu, cường giả như mây, nội tình đều hội tụ ở này coi như cố trường ca làm những gì, hắn cũng không tin có thế lật ra cái gì sóng gió tới. Trở lại tiên vân đạo trường một đám đệ tử tạm cư tiên đảo lúc, Cố Trường Ca ngoài ý muốn gặp được cảnh nàng vẫn như cũ là một thân màu hồng phúc hoa váy dài, tóc đen bay múa, da trắng như ngọc, tên diễm lại thanh lãnh, cầm trên tay xem một chiếc ngọc nói kiếm, tự hồ là đã sớm tại nơi này chờ đợi hắn. Cảnh Tiểu cũng chú ý tới Cố Trường Ca, trên mặt hiển lộ mấy phần nhạt nhẽo ý cười, nên đón tiếp lấy bất quá bộ kia thần sắc lại có chút ngượng ngùng, giống như đối tại nơi này chờ xem Cố Trường Ca, có chút xấu hổ đoạn này thời gian nàng tới tìm Cố Trường Ca mấy lần, nhưng là đều phải biết hắn tại tu hành, liền ly khai, không có tiếp tục quấy rầy hôm nay tới thời điểm lại biết được cố trường ca bị cung chủ triệu kiến sau đó suy nghĩ một chút liền tại nơi này chờ đợi cố sư huynh cảnh tiểu chủ động mở miệng kể từ ngày đó cho cố trường ca nói nàng lai lịch cùng cùng lăng ngọc tiên ở giữa ân oán về sau nàng liền không chút cùng cố trường ca đơn độc chung đụng mặc dù mới qua mấy ngày nhưng cái này mấy ngày đối nàng mà nói lại cảm giác là dài dằng dặc đều có chút không thích ứng tu hành nhập định thời điểm cuối cùng cũng không yên lặng được cảnh tiểu cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra nhắm mắt tu hành thời điểm trong ốc kiểu gì cũng sẽ hiển hiện đoạn trước thời gian cùng cố trường ca trò chuyện sướng nói đủ loại tràn cảnh. Cảnh tiểu sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cố trường ca trên mặt hiển lộ làm cho người như gió xuân ấm áp ý cười, mở miệng hỏi. Cảnh tiểu cũng xấu hổ, nói thẳng tự mình là tại nơi này chờ đợi cố trường ca. Cái này mấy ngày không thấy, ngược lại cũng có chút nhớ mong cố trường ca, vừa vặn trên tu hành có chút không hiểu, nghi ngờ địa phương, muốn cầu dạy hắn. Cố trường ca cũng tịnh chưa cự tuyệt, sau đó mang nhìn nàng, lại tại bốn bề đi, cùng thường ngày, trò chuyện tu hành tâm đắc các loại cảnh tiểu đối với cố trường ca tại sao lại bị cung chủ triệu kiến, cũng có chút hiếu kỳ, đằng sau liền trực tiếp hỏi tới việc này cố trường ca suy nghĩ một chút, cũng không có dấu giếm, nói nhưng thật ra là Lăng Ngọc Tiên tìm hắn, mà không phải cung chủ. Lăng Ngọc Tiên, nàng làm sao lại tìm cố sư huynh? Cảnh tiểu lại là ngây ngẩn cả người, nghĩ đến ngày đó tại nghị sự đại điện thời điểm, Lăng Ngọc Tiên thỉnh thoảng dò xét cố trường ca ánh mắt, trong lòng không hiểu có chút không thoải mái. Mặc dù tiêm vân đạo trường rất nhiều nữ đệ tử, cũng thường xuyên tại cố trường ca bên người vây quanh, quanh quanh yến yến chú ý sư nhưng nàng lại cũng không để ý, cho rằng những cái kia nữ đệ tử chỉ là ý nghĩ hảo huyền, huynh như vậy thần bí điệu thấp, thực lực thâm bất khả trắc, quả quyết là xem không lên nàng nhóm. Nhưng là Lăng Ngọc Tiên lại không đồng dạng, nàng niên kỹ cùng mình kỳ thật không sai biệt lắm, nhưng tu vi, thiên phú, dung mạo, cũng trên mình mà cố sư huynh bất luận là tài tình, cũng hoặc dung nhan khí chất, cũng sớm có người cùng mặc dù cảm giác lấy nàng đối Lăng Ngọc Tiên hiểu rõ, nàng hẳn là không có khả năng giống như là khắc phổ thông nữ đệ tử như vậy mang theo mục đích khác nhưng cảnh tiểu trong lòng vẫn là sinh ra rất là không thoải mái cảm giác đến nàng thần sắc cũng không biến hóa ung dung thản nhiên hỏi không biết rõ lăng ngọc tiên vì sao muốn tìm tới cố sư huynh cố trường ca cười cười một bộ cũng không quá rõ ràng giọng nói đoán chừng là đối thân phận ta cùng thực lực cảm thấy hiếu kỳ đi đối cố sư huynh cảm thấy hiếu kỳ cảnh tiểu đại mi không dễ dàng chấp chấp đối với loại thuyết pháp này nàng luôn có loại cực kỳ cảm giác quái dị bất quá cũng không có tiếp tục hỏi nhiều xuống dưới từ khi biết được tổ sư sắp trở về tin tức về sau ngự tiên cung trên dưới một đám trưởng lão đều vì việc này chuẩn bị lăng thu thường từng đạo phân gần xuống đi cũng tại bắt đầu triệu tập bây giờ ngự tiên cung có khả năng tập kết lực lượng đồng thời cũng mời ra không ít nội tình chi vật bởi vì hắn từ lăng ngọc tiên bên kia biết được tổ sư bị nhốt chi địa có chút đặc thù cần có nhân thủ cùng lực lượng còn không ít chỉ là cho tới bây giờ lăng ngọc tiên cũng còn cũng không nói đến tổ sư bị khốn ở chỗ nào cái này cũng đưa đến lăng thu thường bọn người, chỉ có thể kiên nhẫn chuẩn bị, làm tốt chờ đợi. Tiên vụ tràn ngập, hào quang hừng hực, đại đạo khí tức bốc hơi trong động phủ. Lăng Ngọc Tiên bàn đang ngồi chung một chỗ ngọc thạch trên giường, ngủ tâm hướng thiên, mệt mỏi từ từ nhắm hai mắt thanh, lông mày lại là xếp sao nhíu lại, tự hồ là có chút đau đớn mi tâm của nàng chỗ, có một đoàn nắm đấm lớn nhỏ, chập trùng không chừng quang mang tại lấp lóe, đem xương gò má cũng chiếu rọi đến khắp nơi ống ánh trong suốt cái này đoàn chập trùng không chừng quang mang bên trong, tự hồ có một khối lại một khối mảnh vỡ đại đạo đang đang xen. Mỗi một khối mảnh vỡ đại đạo phía trên cũng lóe ra mơ hồ mảnh vỡ ký ức đang không ngừng ghép lại gây dựng lại. Đồng thời có thể thấy được một tôn mơ hồ mơ hồ thân ảnh ngồi xếp bằng, tiên ý lượng lờ, lộ ra áp đảo chư thế gian uy nghiêm, phản phất vạn tiên chi tổ. Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ giúp ngươi thoát khốn. Sau một hồi lâu, cái này đoàn chập trùng sáng tắt quang mang rốt cục tiêu tán, Lăng Ngọc Tiên cũng mở mắt. Nàng tự lẩm bẩm, nhãn thần tại hơi phức tạp về sau, cũng biến thành phá lệ lăng lệ thâm thúy. Khai sáng ngự tiên cung tổ sư, cũng không phải là người khác, kỳ thật chính là tỷ tỷ của nàng, xác thực nói hẳn là hai người bọn họ đây cũng là lăng ngọc tiên vừa rồi hấp thu chỗ khôi phục bộ phận mảnh vỡ ký ức mới biết đến. Trước đó nàng cũng đồng dạng không rõ ràng, ngự tiên cung tổ sư cùng nàng đến cùng là cái gì cửa ải vì sao nàng có thể cảm giác được ngự tiên cung tổ sư tồn tại, đồng thời biết rõ nàng bị khốn ở nơi nào đó, cần nàng tương trợ. Bây giờ, nàng mới xem như ẩn ẩn biết rõ một chút chuyện tiền căn hậu quả nàng còn có một vị song bào thai tỷ tỷ hai người đồng nguyên gần hồn tin là song bào thai nhưng lại giống như một người lẫn nhau ở giữa lòng có linh tê bỏ mặt cách xa nhau bao lâu đều có thể rõ ràng biết đối phương ý niệm cùng tồn tại cũng chính bởi vì duyên cớ này lăng ngọc tiên mới biết rõ nàng tỷ tỷ cho tới hôm nay vẫn như cũ bị nhốt sự tình ban đầu ở vây hắc họa đầu nguồn chi chủ trận chiến cuối cùng bên trong nàng thụ thương cực kỳ nghiêm trọng gần như chết thảm cuối cùng vẫn là tỷ tỷ của nàng, tốn hao cực lớn đại giới, mới che lại nàng chân linh, không để cho nàng tan thành mây khói, từ đó hồn phi phách tán. Phải biết nàng lúc ấy thế nhưng là bị đạo kia tiền ánh sáng, gần bình trực tiếp xuyên qua cả đạo nguyên thần, dư ba phía dưới, liền đại đạo cũng bị bốc hơi nếu là đổi làm khác đồng cấp người, đoán chừng sát na liền bỏ mình. May mắn mà có thể chất nàng đặc thù, sinh mệnh khí tức kéo dài không dứt, mới lấy kháng trụ một kích kia. Hắc họa đầu nguồn chi chủ thực lực, dùng thông thiên vĩ địa, không thể tưởng tượng nổi để hình dung, cũng cảm thấy còn thiếu rất nhiều yêu. Như thế không có khả năng giết chết tồn tại, dù là chỉ là tùy ý một kích, cũng không phải là thế gian này tu sĩ có khả năng chống lại. Lăng Ngọc Tiên mặc dù sống tiếp được, nhưng là một thân đạo hạnh cùng tu vi, lại là tàn phế đến không sai biệt lắm. Đằng sau dựa vào kia tàn phá không nhiều chân linh, tại tỷ tỷ nàng trợ giúp dưới, mới thành công tái tạo thân thể, sau đó lấy luân hồi phương thức, phong ấn tại đạo nguyên bên trong, chờ đợi tương lai trùng tu lại đến đỉnh phong. Mà tỷ tỷ nàng vì trợ giúp nàng có thế mau chóng khôi phục đỉnh phong, bốc lên cực lớn phong hiểm, đi cướp đoạt tên là Vĩnh Sinh Chi Môn một cái văn minh chí bảo. Đối mặt rất nhiều cường địch vây công, không địch lại phía dưới, chỉ có thể cuốn đi Vĩnh Sinh Chi Môn, trốn vào thời không chỗ sâu. Tại trọng thương tình huống dưới, tỷ tỷ nàng ý đồ luyện hóa trưởng khống Vĩnh Sinh Chi Môn, lại gặp phải đến Vĩnh Sinh Chi Môn khí linh tính toán. Vì không bị Vĩnh Sinh Chi Môn khí linh thôn vệ, tỷ tỷ nàng chỉ có thể lựa chọn đồng quy vu tận biện pháp, đem tự mình cùng Vĩnh Sinh Chi Môn khí linh cùng nhau phong ấn tại trong đó lăng ngọc tiên muốn cứu ra bị nhốt tỷ tỷ duy nhất biện pháp chính là oanh mở vĩnh sinh chi môn bài trừ trong đó phong ấn chương 1183, nghìn một tỷ tỷ cảnh báo chính thống tổ sư một mạch vĩnh sinh chi môn chính là trước đây phong ấn hắc họa đầu nguồn chi chủ mấy món đời thứ nhất văn minh chí bảo một trong cùng luân hồi chi kính các loại mấy món chí bảo đặt song song cực điểm huyền diệu có vô tận tạo hóa theo lăng ngọc tiên biết vĩnh sinh chi môn bên trong rất có thể ẩn giấu đi tiếp cận chân thực chi địa bí mật Trước đây rèn đúc vĩnh sinh chi môn tồn tại từng nói, tấm kia từ chân thực chi địa lưu truyền mà ra trên bản vẽ, lưu lại qua siêu thoát vĩnh sinh một chút vết tích ghi chép. Tại hơn cổ mới bắt đầu, từng dẫn tới tất cả mảnh địa giới tranh đoạt siêu thoát tổng cương, tự hồ cũng có một tia cùng vĩnh sinh chi môn ở giữa liên hệ. Đây đều là Lăng Ngọc Tiên hấp thu bộ phận mảnh vỡ ký ức về sau, đạt được biết tin tức. Bây giờ, nàng muốn cứu ra tỷ tỷ, nhất định phải tìm tới đầy đủ nhân thủ, bài trừ rơi vĩnh sinh chi môn phong ấn đồng thời còn đến xem chừng vĩnh sinh chi môn khí linh. Dù sao liền tỷ tỷ nàng như thế tồn tại, cũng đều tao ngộ vĩnh sinh chi môn khí linh tính toán, cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn cùng một chỗ tự phong. Bây giờ qua nhiều như vậy tuế nguyệt, vĩnh sinh chi môn khí linh lực lượng, sớm đã không biết rõ lớn mạnh đến cái gì trình độ, liền tỷ tỷ nàng cũng không thể không sớm đưa nàng chỗ tỉnh lại, thỉnh cầu trợ giúp của nàng. Đây cũng là lăng ngọc tiên thẳng đến đương thời mới khôi phục lớn nhất nguyên nhân chỗ. Vĩnh sinh chi môn bên trong, chính là một phương vô ngần mênh môn bên trong vũ trụ, tự thành thiên địa, không biết giới hạn, thậm chí có bao nhiêu nguyên thời không cùng vũ trụ trùng lập, hóa thành mênh mông. tỷ tỷ nàng ý thức mặc dù một mực tại cùng vĩnh sinh chi môn khí linh dây dưa, nhưng cũng dần dần chống đỡ hết nổi. nếu là vĩnh sinh chi môn khí linh thành công thôn vệ tỷ tỷ nàng, vậy liền có thế trở thành độc lập sinh mạng thể, hóa thành sinh linh, không còn là phụ thuộc vào vĩnh sinh chi môn khí linh. lăng ngọc tiên không biết rõ cái kia thời điểm sẽ phát sinh cái gì, nhưng nàng tỷ tỷ hạ tràng, tuyệt đối là sẽ không tốt đi nơi nào. mà lại không có gì ngoài những chuyện này bên ngoài, Lăng Ngọc Tiên cũng không biết rõ vì sao, tỷ tỷ nàng ý niệm, tại hướng nàng xin giúp đỡ đồng thời, cũng tại hướng nàng cảnh báo, nhưng nàng rời xa cố trường ca. Ngay tại vừa mới nàng hấp thu mảnh vỡ ký ức thời điểm, lực lượng nguyên thần khôi phục bộ phận, lại lần nữa cảm giác được tỷ tỷ nàng truyền đến ý niệm. Tỷ tỷ nàng ở xa vĩnh sinh chi môn chỗ sâu, lại có thế vẫn như cũ cảm giác được tình cảnh của nàng bây giờ cùng tình trạng, cũng như nàng cảnh giác cố trường ca. Loại này cảnh giác, cảm giác nguy hiểm, trước nay chưa từng có nồng đậm, thậm chí nhường Lăng Ngọc Tiên mi tâm cũng lại lần nữa nhói nhói bắt đầu, trong óc lại lần nữa hiển hiện đã từng bị đạo kia kích quan xuyên qua một màn kia. Thật đúng là cái thần bí khó dò phần tử nguy hiểm, hắn nói đúng ngữ tiên cung không có ác ý. Chỉ là lời nói này, lại đến cùng là thật là giả. Lăng Ngọc Tiên suy nghĩ dần dần trở nên bình tĩnh, tự lẩm bẩm ở giữa, sau đó đi ra động phủ, đi ra phía ngoài. Nếu là cố trường ca cùng nàng giống nhau là có được túc tuệ người, lai lịch lớn đến kinh thiên vậy hắn dạng này người liền chú định sẽ không đơn giản càng không khả năng dùng lẽ thường cùng người bình thường ý nghĩ đến độ chi nàng nhưng không có quên lúc ấy tại nghị sự đại điện thời điểm cố trường ca đối mặt cung chủ lăng thu thường chấn nhiếp vẫn như cũ hời hợt thông dong cười khẽ tràn diện hết lần này tới lần khác tỷ tỷ nàng cũng tại nhường nàng cảnh giác cố trường ca đây rốt cuộc là bởi vì cái gì duyên cớ vẫn là cần xem chừng kia gia hỏa cảnh tiểu cùng hắn cũng đi được quá gần cái này kỳ thật rất nguy hiểm lăng ngọc tiên ở trong lòng nhỏ bé không thể nhận ra thở dài nàng cũng không cảm thấy cố trường ca người như vậy có thể để ý cảnh tiểu lăng ngọc tiên một thế này niên kỷ mặc dù không lớn nhưng nàng bản thân thế nhưng là ngự tiên cung tổ sư một đời tồn tại tự nhiên nhìn ra được cảnh tiểu mới biết yêu mặc dù theo cố trường ca bây giờ đối đãi cảnh tiểu thái độ cũng nhìn không ra cái gì tới nhưng lăng ngọc tiên luôn cảm thấy kia chỉ là biểu tượng cố trường ca hẳn là còn có không muốn người biết mục đích hắn cho người cảm giác thật sự là quá nguy hiểm lăng ngọc tiên cũng không muốn nhường cảnh tiểu lâm vào cảnh hiển nguy bên trong nàng cùng cảnh tiểu nguyên bản quan hệ là cực tốt nếu không phải bởi vì ban đầu ở cảnh gia kia một đêm cảnh hạng đến đây tìm nàng thổ lộ tiếng lòng mà vừa lúc gặp được nàng túc tuệ ký ức thức tỉnh rất nhiều mảnh vỡ ký ức tràn vào trong đầu bên trong ngay tại cố nén rất nhiều đau đớn mà lăng ngọc tiên lại không thể nhường cảnh hạng phát giác được dị thường của nàng biết được bí mật của nàng hết lần này tới lần khác cảnh hạng bị cự tuyệt về sau còn đau khổ dây dưa không muốn từ bỏ rời đi nguyên bản đối với cảnh hạng vô cảm lăng ngọc tiên bất đắc dĩ mới nói ra như vậy đã thương người lời quá đáng muốn cho cảnh hạng thức thời ly khai cũng không từng muốn cũng là bởi vì như vậy lời nói đằng sau sẽ để cho nàng cùng cảnh tiểu trở mặt thành thù cảnh tiểu đưa nàng coi là là tương lai nhất định phải chiến thắng đại địch muốn vì ca ca của nàng rửa sạch sỉ nhục lăng ngọc tiên tính cách cũng chú định nàng không có khả năng bởi vì điểm này sự tình đi chịu thua giải thích cái gì mà lại nói nói đúng là bỏ mặt lúc ấy là bởi vì cái gì duyên cớ lấy về phần đưa đến phía sau rất nhiều sự tình, nàng cũng nhận. Lấy lại tinh thần, thức tỉnh bộ phận này ký ức sau Lăng Ngọc Tiên, hơi trầm ngâm về sau, liền đi tìm được cung chủ Lăng Thu Thường. Cảnh tiểu sau lưng cảnh gia, nhưng thật ra là nàng cùng tỷ tỷ trước đây một vị lão bộc đời sau, vì để tránh cho ngự tiên cung tao ngộ địch nhân trả thù, bên ngoài vị lão bộc kia là ngự tiên cung tổ sư, nhưng trên thực tế chân chính tổ sư, lại là nàng cùng tỷ tỷ hai người. Sau đó, cảnh gia vị kia tiên tổ, vì tuân thủ tỷ tỷ nàng phân phó, mang theo bị phong ấn rơi vĩnh sinh chi môn, tìm một chỗ ẩn cư. Thế hệ chờ đợi vĩnh sinh chi môn, đồng thời gia cố phong ấn, phòng ngừa vĩnh sinh chi môn khí linh, thành công từ đó thoát khốn. Cảnh tiểu tỷ tỷ hoài nghi, vĩnh sinh chi môn khí linh, sở dĩ sẽ đản sinh độc lập tự chủ ý thức, cũng tính tình đại biến. Rất có thể là ban đầu ở vây quét hắc họa đầu nguồn chi chủ thời điểm, nhiễm phải hắn một giọt máu, cho nên mới sẽ bị hắc ám chỗ ăn mòn. Nguyên bản những này đời thứ nhất văn minh chí bảo, chính là rèn đúc đến phong ấn trận kia quét sạch mênh mông hắc hòa hảo kiếp cho dù là đảng sinh khí linh cũng là quan minh chính đại lỗi lạc chính trực tính tình làm sao lại làm ra âm thầm mưu đồ tính toán túc chủ sự tình lần này tìm tới lăng thu thường về sau lăng ngọc tiên liền trực tiếp mặt ngoài thân phận của mình cũng mịt mờ đề cập đến ngự tiên cung trước đây lai lịch cùng một chút bí ẩn biết được những này về sau lăng thu thường tự nhiên là chấn kinh hoảng sợ không thôi ai có thể nghĩ tới bọn hắn trong điển tịch chỗ ghi lại vị kia họ cảnh tổ sư kỳ thật chỉ là chân chính tổ sư một tên lão bộc. Hắn vẫn cho là tự mình vị kia hảo hữu sau lưng cảnh gia, mới là chính thống ngự tiên cung tổ sư một mạch. Sau đó, Lăng Ngọc Tiên lại nói cho hắn biết, tỷ tỷ nàng bây giờ bị nhốt chi địa, kỳ thật ngay tại cảnh gia ẩn cư chi địa, cũng nhường Lăng Thu thường âm thầm đi liên lạc ngự tiên cung còn lại túc lão, hóa thạch sống cấp bậc nhân vật. Nàng lo lắng đến thời điểm sự tình sinh biến, cho nên dự định nhường ngự tiên cung những cái kia nội tình cấp bậc nhân vật, giấu tại âm thầm. Hôm sau, ngự tiên cung một đám trưởng lão, lại lần nữa bị lăng thu thường gọi tới, tại nghị sự đại điện bên trong đàm luận việc này. Chỉ bất quá lần này, thì càng thêm thận trọng nghiêm túc, không có gì ngoài trưởng lão bên ngoài, không có bất luận cái gì một tên đệ tử đến, không có gì ngoài lăng ngọc tiên. Chương 1184, nàng vẫn như cũ là cái gì cũng không dám nói, càng ngày càng bất an. Lăng ngọc tiên ánh mắt, chủ yếu nhất là nhìn chầm chầm tiêm vân trưởng lão, nghĩ bắt giữ ánh mắt của nàng biến hóa. Nguyên bản nàng đối ngự tiên cung một đám trưởng lão, đều là rất yên tâm, nhưng là tại nhìn thấy cố trường ca thâm bất khả trắc về sau, nàng bắt đầu lên lòng nghi ngờ, cũng có cảnh giác. Tiêm vân trưởng lão mặc dù là một vị vượt qua ba lần thiên suy kiếp tồn tại, nhưng không nhất định có thế đối cố trường ca tạo thành cái uy hiếp gì. Rất có thể nàng căn bản liền không biết mình tên đệ tử kia thần bí cùng đặc thù. Hay là, kỳ thật tiêm vân trưởng lão là biết đến. Nhưng liền nàng bản thân tính mạng cũng bị cố trường ca nắm tại trong tay, nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo, cho nên mới chỉ có thể biểu hiện ra một bộ. Không biết chút nào bộ dạng. Lần này nghị hội kết thúc về sau, Lăng Ngọc Tiên suy nghĩ một chút, nhưng cung chủ Lăng Thu thường đem một đám trưởng lão cũng lưu lại, sau đó lại đơn độc cùng mỗi một cái trưởng lão cũng nói chuyện với nhau nhiều. Sự tình. Nàng bản ý là muốn đơn độc đem Tiêm Vân trưởng lão lưu lại. Nhưng là làm như vậy, đây cũng là quá rõ ràng, vì sao còn lại trưởng lão đều không cần lưu lại, hết lần này tới lần khác chỉ để lại Tiêm Vân trưởng lão. Cố Trường Ca trên thân nếu là không có có vấn đề, cái kia còn dễ nói. Nếu là có vấn đề, khi thế tất trước tiên nhường hắn hoài nghi, phát giác bắt đầu. Tất cả trưởng lão cũng cùng nhau lưu lại, khi chung quy có thế ít nhường hắn lên một chút lòng nghi ngờ. Tại tỷ tỷ nàng cũng truyền đạt ra nhường nàng cảnh giác cố trường ca ý niệm về sau, tuy nói cố trường ca nói thẳng hắn đối ngự tiên cung cũng không có cái gì ác ý, nhưng Lăng Ngọc Tiên trong lòng kỳ thật đã đem cố trường ca trở thành một cái không biết đồng thời nguy hiểm đại địch. Đại điện trống trải bên trong, có mây nhàn nhạt sương mù phiêu đảng. Tiên vân trưởng lão trong mắt đứng ở đại điện bên trong, cũng không biết rõ cung chủ lăng thu thường là có chuyện gì muốn nói. Tất cả trưởng lão cũng bị lưu lại, đồng thời đơn độc tìm bọn hắn nói chuyện. Tiên vân trưởng lão. Chỉ là rất nhanh, một đạo hơi có vẻ lãnh diễm thanh âm, đánh gãy tiên vân trưởng lão suy nghĩ. Nàng nhìn về phía xuất hiện trước mặt lăng ngọc tiên, trên mặt thần sắc, có chút kinh ngạc. Cung chủ lăng thu thường thân ảnh, tại cách đó không xa đứng đấy, cũng không tới, tự hồ là muốn cho nàng đơn độc cùng lăng ngọc tiên nói chuyện. Tiên vân trưởng lão có chút không hiểu, trước đó thời điểm, lăng ngọc tiên tìm qua nàng một lần hỏi thăm cố trường ca có liên quan sự tình lúc ấy tiêm vân trưởng lão trả lời dọc nước không lọc không dám có bất kỳ dị trạng chỉ là hôm nay lại vì sao lại lần nữa tìm tới nàng lăng ngọc tiên nhìn chầm chằm tiêm vân trưởng lão đôi mắt bên trong giống như là có màu tím vần sáng đang chảy tựa như một cái thâm thúy tuế nguyệt trường hà tiêm vân trưởng lão không cần phải lo lắng hôm nay ta tìm ngươi sự tình bị người biết rõ ta chỉ là muốn hỏi ngươi một ít chuyện nàng bình tĩnh mở miệng tiêm vân trưởng lão sững sờ nàng vậy mà từ lăng ngọc tiên tên tiểu bối này trên thân cảm nhận được trước nay chưa từng có mãnh liệt uy ác không biết ngươi là muốn hỏi thứ gì nàng thấp đôi mắt nhẹ giọng hỏi lăng ngọc tiên chỉ là nói tiêm vân trưởng lão hẳn là chỉ là ta muốn hỏi thứ gì ngự tiên cung địa bàn bên trên còn không cho ngoại nhân làm càng nếu là ngươi gặp được nguy hiểm gì hoặc là bất hiếp đều có thể không có lo lắng ngự tiên cung sừng sững bất hủ dạng gì kiếp nạn chưa bao giờ gặp ngươi lo lắng những cái kia chỉ là tiểu phong tiểu vũ Tiên vân trưởng lão trong lòng nổi lên một nụ cười khổ, nàng biết rõ Lăng Ngọc Tiên ý tứ. Nhưng cái này sự tình, nói ra thật có hiệu quả sao? Mặc dù nàng cách chân đạo cảnh còn có cách xa một bước, nhưng cho dù là tổ đạo cảnh tồn tại, muốn tại nàng không có chút nào phát giác thời điểm, liền xuất thủ chế trụ cũng trưởng khống nàng sinh tử, cũng không có khả năng. Ngươi quá lo lắng, ta cũng không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Nàng vẫn như cũ là thấp đôi mắt, nhẹ nói. Cách đó không xa lăng thu thường, lông mày cái này thời điểm cũng là nhíu một cái đã như vậy khi tiêm vân trưởng lão mời trở về đi khả năng thật là ta quá lo lắng lăng ngọc tiên nhìn lăng thu thường một cái ra hiệu hắn an tâm chớ vội sau đó nói tiêm vân trưởng lão gật đầu sau đó liền ly khai đại điện lăng ngọc tiên nhìn xem bóng lưng nàng rời đi ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy lẩm bẩm lẩm bẩm nói xem ra sự tình so ta chỗ tưởng tượng cũng còn muốn khó giải quyết tiêm vân trưởng lão xem ra đích thật là nhận hiếp bách cũng không phải là nàng không biết mình người đệ tử kia thân phận bây giờ ngự tiên cung sự suy thoái khi nguyên văn minh tình cảnh hỗn loạn, một trận nhìn không thấy đại kiếp đang lặng yên bao phủ khuếch tán mà tới. Sau đó một thời gian bên trong, ngự tiên cung trên dưới không khí cũng có một chút dịu biến hóa. Một đám đã biết được tin tức trưởng lão, không ngừng tập kết triệu hồi môn hạ tinh nhuệ đệ tử. Mà ngoại giới rất nhiều ngay tại du lịch đệ tử cũng bị triệu tập trở về, nghiêm cấm ra ngoài. Một bộ dự định tại đoạn này thời gian phong sơn tỷ thế bộ dáng. Ngoại giới rất nhiều thế lực đạo thống cũng vì này suy đoán nhau nhau cảm giác ngự tiên cung đây là muốn trước tiên ở tiên sở hạo thổ trước đó, liền phong sơn tị kiếp. Một cử động kia, cũng làm cho rất nhiều không rõ chân tướng tu hành giả cùng sinh linh, xa vào đến trong khủng hoảng. Dù sao ngự tiên cung dạng này của lão lâu đời siêu cấp cự đầu, cũng bắt đầu làm ra lựa chọn, kia có phải hay không ý che giấu tiếp xuống hi nguyên văn minh, thật sẽ gặp gặp đại loạn. Ngự tiên cung bên trong, cố trường ca cũng giống như cũng không biết rõ lăng ngọc tiên bọn người đối với hắn đề phòng, cảnh giác, vẫn như cũ cùng đệ tử bình thường như vậy, tại tỉnh tọa tu hành đồng thời, chờ tiến đến cùng nhau nghĩ cách cứu viện vị kia bị nhốt tổ sư. Cảnh tiểu cũng cùng thường ngày như vậy, tại trong lúc rảnh rỗi thời điểm, sẽ tiến đến tìm hắn luận đạo trò chuyện, cảm giác quan hệ của hai người, càng phát quen thuộc tự nhiên. Lăng Ngọc Tiên một mực xem ở trong mắt, nhưng trong lòng lại càng là bất an, lo lắng. Nàng cảm giác cố trường ca có phải hay không biết rõ cảnh tiểu lai lịch thân phận. Cho nên mới sẽ vô tình hay cố ý cùng nàng đến gần. Ngự tiên cung đời này tuổi trẻ đệ tử cũng không ít, dung mạo tuyệt lệ khuynh thành nữ đệ tử, càng là không ít, có thể hết lần này tới lần khác cố trường ca chọn trúng cảnh tiểu. Lại đang làm gì vậy? Cảnh tiểu tính tình đơn thuần, lại là mới biết yêu niên kỹ, mà cố trường ca bề ngoài tuyệt hảo, thanh quý thần nhã, cảnh tiểu lại thế nào bù đắp được ở hoa ngôn xảo ngữ của hắn? Đoán chừng rất nhiều chuyện cũng một mạch báo cho cố trường ca. Nghĩ tới những thứ này, Lăng Ngọc Tiên lại là bất an, cảm thấy có cần phải lên tiếng nhắc nhở một cái cảnh tiểu. Tiên vân trưởng lão ngày đó tự nghị chuyện lớn điện ly khai về sau, cũng lo lắng cố trường ca sau đó, có thể hay không hỏi thăm nàng cái gì. Trong lòng nàng có chút lo sợ, nhưng nghĩ tới Lăng Ngọc Tiên là lưu lại tất cả trưởng lão, cũng không phải là nàng đơn độc một cái, cũng liền dần dần yên lòng. Cố trường ca tự hồ cũng không suy nghĩ nhiều, cũng không thèm để ý. PS, tối hôm qua gõ chữ thời điểm quá mệt mỏi, không xem chừng ngủ tiếp đi, bổ sung ngày hôm qua đổi mới, tối nay còn có rộng. Chương 1185, túi da phía dưới là người hay là yêu ma. Tàn khốc lời nói. Ngự tiên cung đoạn này biến hóa, tất cả trưởng lão cùng đệ tử cũng xem ở trong mắt. Rất nhiều không rõ chân tướng đệ tử, cũng đều như ngoại giới như vậy, đang lo lắng thế cục trung chuyển, sợ có đại biến phát sinh. Mà ngự tiên cung bên trong, rất nhiều quanh năm tại thời không chỗ sâu tìm tu túc lão cấp bậc nhân vật, đoạn này thời gian cũng là lặng yên trở về, nghe theo cung chủ lăng thu thường phân phụ, trong bóng tối tùy thời chuẩn bị. Tại ngự tiên cung chỗ sâu, từng tòa cổ lão thanh đồng cung điện lại lần nữa mở rộng, từ đó rút xuống ra nhiều hãng vương dương năng lượng mấy đầu đa nguyên đường hầm không thời gian bị xỏ xuyên mênh mông không gian bên trong rất nhiều bóng người đi ra khuôn mặt mơ hồ toàn thân lượng lờ đại đạo phù văn đối với ngự tiên cung vực này không gì sánh được cổ lão lâu đời siêu cấp cự đầu mà nói nội tình khó mà tưởng tượng trầm tích vô số tuế nguyệt những cái kia tại trong cung điện bế quan túc lão thực lực thâm bất khả trắc chỉ có ngự tiên cung phát sinh một chút chân chính đại sự thời điểm mới có thể kinh động đến bọn hắn cho dù là bây giờ cung chủ lăng thu thường đối mặt trong bọn họ một số người cũng cần về sau bối tương xứng Đương nhiên, cái này cũng cũng không phải là mang ý nghĩa Lăng Thu thường thực lực không bằng bọn hắn. Tổ sư sắp trở về, nếu thật sự là như thế, kia là trời phù hộ ta Ngự Tiên cung a. Những lão già này cấp nhân vật, sớm đã từ Lăng Thu thường bên kia biết được chuyện tiền căn hậu quả, từng cái trên mặt cũng khó khăn che đậy phấn chấn chi sắc. Ở trong còn có số tôn, chính là rất sớm đã biết rõ Lăng Ngọc tiên thân phận hóa thạch sống tồn tại. Bất quá bọn hắn cũng không hiện thân, vẫn như cũ giấu tại âm thầm. Ngự Tiên cung trên dưới đã làm xong tiến đến nghĩ cách cứu viện bị nhốt tổ sư chuẩn bị xem ra ngự tiên cung đây là đã chuẩn bị xong bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ a mà giờ khắc này cố trường ca đứng ở đỉnh núi đem ngự tiên cung tất cả biến hóa tất cả đều cất vào đáy mắt tiên vân trưởng lão trầm mặc đứng sau lưng hắn trong lòng có chút lo sợ bất an một thân hơi có vẻ rộng rãi màu xám lồng tơ váy dài không thêm đai lưng tại gió núi quét dưới càng lộ vẻ thân thể nhỏ nhắn mềm mại nổi bật linh lung đường công càng thêm rõ ràng nàng không biết rõ cố trường ca bỗng nhiên đem nàng gọi tới, là không biết có chuyện gì. Cố trường ca gặp tiêm vân trưởng lão trầm mặt, cũng không thèm để ý, khẽ lắc đầu nói, xem ra ngự tiên cung cung chủ, đối ta vẫn như cũ là đề phòng rất sâu. Ngự tiên cung tổ sư, bây giờ bị khốn ở nơi nào, chắc hẳn hắn cũng đã báo cho tất cả trưởng lão rồi. Nghe được vấn đề này, tiêm vân trưởng lão có chút chần chờ, nhưng vẫn như cũ là gật đầu nói, là Tại cái gì địa phương? Cố trường ca xoay đầu lại, nhìn về phía nàng hỏi. Tiêm vân trưởng lão trầm mặt dưới, sau đó mới nói, tại thịnh dương cổ vực Tây Ngôn Châu. Quả nhiên là ở nơi đó sao? Cố trường ca khẽ cười một tiếng nói, tốt, ngươi đi xuống đi, Lăng Ngọc Tiên hỏi ngươi sự tình, ta cũng biết rõ, ngươi cũng không cần có cái gì lo lắng cùng lo lắng địa phương, ngươi làm rất tốt. Ta cũng không phải là cái gì ác nhân, chỉ cần ngươi nghe lời, ta là sẽ không tổn thương ngươi. Tiêm vân trưởng lão nghe nói như thế, nhưng trong lòng thì sinh ra một loại cực kỳ quái đảng cảm giác đến, nhịn không được nhẹ nhàng rùng mình một cái cho dù là nàng tu đạo rất nhiều kỷ nguyên, nhưng cũng có một loại không nói được trung rẫy, trùng mình. Trước mắt cái này thanh quý thần nhã như trích tiên nhân tuổi trẻ nam tử, túi da phía dưới, đến cùng là người hay là yêu ma. Tiêm vân trưởng lão ly khai về sau, cố trường ca tại nguyên chỗ lại ngẫm nghĩ một lát, sau đó thần niệm khẽ nhúc nhích, một đạo dụ lệnh lập tức cách vô tận thời không cự ly, truyền hướng đi cho bạch cốt tổ vương bọn người. Thịnh dương cổ vực Tây Ngôn Châu, chính là trước đó hắn hiểu biết đến cảnh quốc chỗ, đồng thời cũng là cảnh tiểu sau lưng gia tộc chỗ xem ra cái kia địa phương hắn là thật có cần phải tự mình đi một chuyến cố trường ca cái này mấy ngày cũng có dũng khí sâu xa thăm thẳm cảm giác thịnh dương cổ vực bên kia có cùng hắn không ít liên quan nhân quả thậm chí rất có thể có hắn trước đây trong lúc lơ đãng lưu lại một cái quân cờ tạo thành đến tiếp sau nhân quả thật sự là nhiều lắm lấy về phần cố trường ca một thời gian cũng khó có thể xác định đến cùng là cùng chuyện gì có quan hệ nghĩ tới đây hắn dự định khởi hành đi tìm cảnh tiểu một chuyến tiêm vân trưởng lão cùng cửu lâm trưởng lão bọn người sớm đã căn cứ phân phụ, điều tập trong đạo trường rất nhiều tinh nhuệ đệ tử, cùng nhau đi theo tại một đám trưởng lão thân bên cạnh. Mà cảnh tiểu theo sư tôn của nàng cửu lâm trưởng lão trong miệng, biết được ngự tiên cung tổ sư bị nhốt chi địa, là tại thịnh dương cổ vực lúc, cũng là lấy làm kinh hải, khó có thể tin. Bởi vì nàng chính là từ thịnh dương cổ vực mà đến, sau lưng nàng cảnh quốc, chính là tại thịnh dương cổ vực một chỗ tên là Tây Ngôn Châu địa phương. Tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Mà bây giờ ngay tại nàng nghi hoặc không hiểu thời điểm, hồi lâu chưa từng từng có trò chuyện lăng ngọc tiên lại là đơn độc tìm được nàng đại điện bên trong hai người trầm mặt mà đứng cảnh tiểu tiến đến thời điểm lăng ngọc tiên đưa lưng về phía nàng giống như tại nhìn xem ngoài điện đối với cái này hồi nhỏ hảo hữu cùng bạn chơi cảnh tiểu tâm tư cũng rất phức tạp bất quá rất nhanh nghĩ đến ca ca của mình những năm gần đây sầu não bức tức vẻ u sầu đầy mặt kia ti tâm tình rất phức tạp rất nhanh liền bị địch ý cùng băng lãnh chỗ tách ra ngươi tìm đến ta làm cái gì cảnh tiểu mở miệng lời nói rất là lạnh lùng lăng ngọc tiên nghe vậy quay đầu ánh mắt của nàng cũng phá lệ bình thản cũng không cùng cảnh tiểu ôn chuyện giải thích ý tứ chỉ là nói ngươi bây giờ tình cảnh cũng không tốt ta hảo tâm đến đây tìm ngươi cũng chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một cái để tránh ngươi đưa thân vào trong nguy hiểm mà không chút nào tự biết nguyên bản nàng cũng là nghĩ ngữ khí nhu hòa một chút nhưng cảnh tiểu kia băng lãnh nhãn thần vẫn là làm nàng trong lòng có chút nhói nhói quan hệ của hai người chung quy là quay về bất quá lúc trước cho dù là hiện tại nàng hướng cảnh tiểu giải thích ngay lúc đó nguyên nhân đoán chừng là không làm nên chuyện gì. Một câu hiểu lầm liền có thể hóa giải những năm này chỗ góp nhặt khoáng nộ. Cảnh tiểu nghe vậy, cao mày, không biết rõ Lăng Ngọc Tiên lời này ý tứ. Mình bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm. Vì sao lại nói như vậy? Ngươi tốt nhất cùng tiêm vân đạo trường vị kia đại sư huynh, không muốn đi quá gần, hắn không có ngươi chỗ tưởng tượng tốt như vậy, cũng không có ngươi chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy. Lăng Ngọc Tiên ánh mắt thoáng có chút phức tạp nói. Cố sư huynh sự tình. Lời này nhường cảnh tiểu sững sờ, kịp phản ứng về sau, nguyên bản còn có một tia nghi hoặc, rất nhanh liền bị càng phát ra băng lãnh nhãn thần nơi bao bọc. "Ta không biết rõ ngươi tại sao lại bỗng nhiên nói lời như vậy. Vẫn là đơn thuần nghĩ khiêu khích ta cùng cố sư huynh quan hệ trong đó." Nàng mang theo một chút cười lạnh hỏi. Nguyên bản cảnh tiểu đều còn tại hoang mang, vì sao em đẹp Lăng Ngọc tiên sẽ tìm được tự mình, còn nói ra bản thân tình cảnh trước mắt cũng không tốt, nguyên lai vậy mà lại là cùng cố sư huynh có quan hệ. Trước đó Lăng Ngọc tiên không phải liền mượn nhờ cung chủ miệng đi tìm một lần cố sư huynh, đối hắn lai lịch thân phận cảm thấy hiếu kỳ. Thế nhưng là cảnh tiểu căn bản không biết mình tình cảnh chỗ nào không tốt, còn để cho mình không nên cùng cố sư huynh đi được quá gần. Bất quá, cảnh tiểu giờ phút này vẫn là đè ép trong lòng lửa giận tại. Nàng biết rõ Lăng Ngọc tiên tính cách, nếu như không có nguyên nhân, nàng chắc chắn sẽ không nói lời như vậy. Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi, phía sau ngươi cảnh quốc, cùng Ngự tiên cung có thiên ti vạn lũ liên hệ, điểm này cha mẹ ngươi mặc dù không có nói cho ngươi, nhưng ngươi sớm muộn sẽ biết đến ngươi trong miệng vị kia cố sư huynh, sẽ tiếp cận ngươi, cũng là cùng lai lịch của ngươi có quan hệ. Ngươi hẳn là thật coi là, hắn là đối ngươi có hứng thú. Lăng Ngọc Tiên con mắt chăm chú mà nhìn chầm chầm vào cảnh tiểu, không chút lưu tình nói ra như vậy tàn khốc lời nói. Chương 1186, trời sập, ngươi cũng không muốn nhường sư muội gặp được nguy hiểm gì a? À? Lăng Ngọc Tiên lời nói, nhưng cảnh tiểu lập tức ngốc sửng sốt, có chút không thể tin vào tai của mình. Sau lưng nàng cảnh quốc, cùng ngự tiên cung có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà lại, cố sư huynh tiếp cận nàng cũng là bởi vì thân phận của nàng lăng ngọc tiên ngươi rốt cuộc là ý gì cái gì gọi là đằng sau ta cảnh quốc cùng ngự tiên cung có thiên ti vạn lũ liên hệ những chuyện này ta làm sao cũng không biết rõ mà lại cố sư huynh hắn ngay từ đầu cũng không biết rõ thân phận của ta lại thế nào biết rõ như lời ngươi nói những chuyện này cảnh tiểu thở sâu để cho mình theo chấn kinh ngu ngơ bên trong lấy lại tinh thần sau đó đồng dạng chăm chú nhìn lăng ngọc tiên ngươi tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao ta nói cứ thế đây. Ngươi không biết đến sự tình, cũng không có nghĩa là người khác liền không biết rõ. Vẽ hổ vẽ da khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết tâm. Lăng Ngọc Tiên đối với cảnh tiểu phản ứng, không có chút nào ngoài ý muốn, vẫn như cũ là bình thản nói. Những chuyện này, nàng nhất thời hồi lâu cũng rất khó cho cảnh tiểu giải thích rõ ràng. Mà lại Lăng Ngọc Tiên chính nàng cũng không biết rõ, cố trường ca tiếp cận cảnh tiểu mục đích đến cùng là cái gì. Chẳng lẽ nói cho cảnh tiểu, đây là nàng sâu xa thăm thẳm bên trong trực giác. Nàng nói như vậy, cũng chỉ là muốn hướng cảnh tiểu cảnh báo, nhưng nàng đối cố trường ca đem lòng sinh nghi, không còn giống như trước đó như vậy tín nhiệm. Không phải vậy cảnh tiểu sau đó tình cảnh sẽ thêm nguy hiểm, nàng cũng không dám tưởng tượng. Mà đang nói xong những lời này về sau, Lăng Ngọc Tiên cũng không cần phải nhiều lời nữa, thật sâu mắt nhìn cảnh tiểu, liền định ly khai. Cảnh tiểu ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong ốc còn quanh quẩn lấy Lăng Ngọc Tiên những lời này, ống tay áo ở dưới trắng thuần thủ trưởng, cắt cao siết chặt, nhẹ nhàng run rẩy. Biết người biết mặt không biết tâm. Em đẹp là hà lăng ngọc tiên sẽ nói với nàng ra lời như thế đến dựa theo nàng đối lăng ngọc tiên hiểu rõ nàng không có khả năng vô duyên vô cớ nói lời như vậy chẳng lẽ cố sư huynh thật như nàng nói tới như vậy cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy nghĩ đến đoạn này thời gian cùng cố trường ca ở chung cảnh tiểu một thời gian có chút mê man nếu là cố sư huynh biểu hiện ra ôn tồn lễ độ tuấn tú thoát tục cũng chỉ là biểu tượng hết thảy đều là giả lòng của nàng bỗng nhiên có chút mơ hồ co rút đau đớn giống như là bị một cây châm đâm vào hô hấp cũng cảm giác giống như là bị lửa thiêu đốt đi. Không thể nào. Cảnh tiểu dùng sức lắc đầu, thật sự là khó mà tin được. Cố sư huynh kia chính đối đãi ôn nhuận ý cười phía dưới, kỳ thật còn ẩn giấu đi một cái khác khổ lỗ. Nàng đơn giản khó mà tiếp nhận đây hết thảy, nếu như Lăng Ngọc Tiên nói tới đều là thật lời nói, vậy đối cảnh tiểu tới nói, đây hết thảy không khác là trời sập. Tiểu nhi đây là thế nào? Đột nhiên, một cái hơi tan thương thanh âm vang lên. Cảnh tiểu lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước mặt bạch bào lão giả sư tôn. Nàng đối với sư tôn cửu lâm trưởng lão khi nào hiện thân, cũng không biết rõ tình hình, trên mặt vẫn là một bộ ảm đạm thống khổ, giải dụa thần sắc. Cửu lâm trưởng lão ngược lại là không có cố ý nghe lén cảnh tiểu cùng Lăng Ngọc Tiên trò chuyện. Hắn cũng không biết rõ giữa hai người, từng có dạng gì quá khứ cùng ân oán. Chỉ là gặp từ khi Lăng Ngọc Tiên rời đi về sau, cảnh tiểu trên mặt chính là một bộ thống khổ, giải dụa không tin bộ dáng, lúc này mới hiện thân hỏi. Sư tôn, ngươi cảm thấy cố sư huynh, đến cùng là cái dạng gì người? cảnh tiểu cũng không phải không quả quyết người rất nhanh thu dọn nỗi lòng khôi phục bình tĩnh hỏi cửu lâm trưởng lão mặt lộ vẻ nghi ngờ nói vấn đề này tiểu nhi ngươi không nên hỏi chính ngươi sao ngươi hỏi vi sư vi sư cũng không rõ ràng dù sao vi sư thật không hiểu rõ ngươi trong miệng vị kia cố sư huynh nói đến đây hắn cũng có chút nghi hoặc nghĩ đến đoạn trước thời gian cung chủ lăng thu thường đã từng hỏi thăm qua hắn có quan hệ cố trường ca sự tình như thế một cái tuổi trẻ đệ tử thậm chí ngay cả cung chủ cũng như thế chú ý Lăng Ngọc Tiên tới tìm ngươi, là cùng ngươi nói về vị kia cố sư huynh sự tình. Cửu Lâm trưởng lão hỏi. Cảnh Tiểu gật đầu. Chẳng lẽ sẽ là bởi vì cung chủ cố ý tác hợp hai người bọn họ, sau đó Lăng Ngọc Tiên mới có thể tới tìm ngươi. Cửu Lâm trưởng lão càng là kỳ quái nói. Lời này nhường Cảnh Tiểu sửng sờ, cũng không biết rõ vì sao sư Tôn sẽ nghĩ như vậy. Nhưng trong lòng vẫn là không khỏi lại lần nữa sinh ra một loại cảm giác là lạ tới. Không thể nào. Lăng Ngọc Tiên cỡ nào tâm cao khí ngạo, nếu như là cái này nguyên nhân nàng cũng không có khả năng dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Cảnh Tiểu ở trong lòng lắc đầu, không quá tin tưởng loại khả năng này. Nàng tòng tâm nội tình bên trong, vẫn là không muốn tin tưởng Lăng Ngọc Tiên nói tới những lời đó. Cảnh Tiểu định tìm cái thời cơ, đi hỏi thăm một cái cố trường ca, nàng cũng không muốn bị người như vậy lừa gạt. Không biết Ngọc Tiên sư tỷ, vì sao gặp ta về sau, ngược lại đi được nhanh hơn. Hẳn là tại hạ là cái gì hồng thủy mãnh thú, nhưng Ngọc Tiên sư tỷ như vậy e ngại. Mà giờ khắc này, Ly Khai đại điện về sau Lăng Ngọc Tiên lại là đột nhiên nghe được một câu tiếng cười khẽ âm nàng thoáng sửng sốt nhìn sang không nghĩ tới sẽ ở chân núi cùng cố trường ca chạm mặt cứ việc hiện tại bóng đêm bao phủ nhưng này không nhiễm hoàng hôn một bộ áo trắng nhưng như cũ dễ thấy loại kia màu trắng tinh khiết lại thấu trắng không nhiễm bụi mù không lạc trần ai vào đông sơ tuyết không tì vết hàng ngọc so sánh cùng nhau giống như đều muốn ảm đạm mấy phần lộ ra siêu nhiên thoát tục phong thái toàn bộ ngự tiên cung lăng ngọc tiên cũng chỉ trên người cố trường ca thấy qua khí chất như vậy gặp khó khăn quên nàng đại mi nhíu, cảm giác cố trường ca tự hồ là nghĩ đến tìm cảnh tiểu. Mà giờ khắc này đã bóng đêm sắp tới, còn hướng bên này mà đến, hiển nhiên là không có an hảo tâm. Điều này cũng làm cho nàng cảm thấy vừa rồi hướng cảnh tiểu mở miệng cảnh báo cử động là chính xác. Nguyên bản Lăng Ngọc Tiên là nghĩ giả bộ như nhìn không thấy, theo một phương hướng khác rời đi, nhưng là cố trường ca lại chủ động mở miệng, mặt mỉm cười gọi lại nàng. Không biết cố sư huynh, có chuyện gì chỉ giáo? Lăng Ngọc Tiên bình thản hỏi. Cố trường ca đích thật là không nghĩ tới, lại ở chỗ này cùng lăng ngọc tiên chạm mặt nhưng hắn nghĩ lại một đoán liền đoán được lăng ngọc tiên mục đích hắn khẽ mỉm cười nói chỉ giáo nói không nổi nghĩ đến ngọc tiên sư tỷ cũng là tìm đến cảnh tiểu sư muội không biết ngọc tiên sư tỷ có thể phần mặt mũi mặt dời bước nói chuyện nghe nói như thế lăng ngọc tiên nhướng mày đang muốn mở miệng gặp lăng ngọc tiên tự hồ là muốn mở miệng cự tuyệt cố trường ca lại là mở miệng đánh gãy nàng ta nghĩ ngọc tiên sư tỷ cũng không muốn cảnh tiểu sư muội về sau gặp được nguy hiểm gì a à? ngươi Lời này nhường Lăng Ngọc Tiên không tì vết Ngọc Dung thần sắc biến đổi, hình như có nhiều thốt nhiên tức giận cùng khó có thể tin, Ngọc Thủ cũng siết chặt. Chương 1187, thân phận là vĩnh sinh chi môn người sở hữu. Hoàn toàn chính xác có thể hợp tác. Bóng đêm như mực, ngọn núi bên trên mây mù bốc hơi, giống như là thủy bàn chảy xuôi, quái thạch đá lởm chởm, trải rộng khắp nơi. Gió đêm thổi qua lúc, sẽ phát ra trận trận thanh âm ô ô, có vẻ trống trải lại sâu thẳm. Mà giờ khắc này, tại hơi có vẻ bằng phẳng một mảnh trên đất trống, hai thân ảnh cách xa nhau một đoạn cự ly, mặt đối mặt mà đứng. Nữ tử người khoác màu đỏ áo khoác, áo lót chiến quần, hai chân phá lệ thon dài thẳng tắp như sứ da thịt, ở dưới bóng đêm càng có loại hơn không tì vết mỹ ngọc cảm nhận. Tuyệt Luân Khuynh thành gương mặt bên trên, mặt mày đạm mạc, giống như không có ba động tâm tình. Mà đối diện nàng tuổi trẻ nam tử, một bộ áo trắng ở trong màn đêm cũng phá lệ rõ ràng, khóe miệng giống như ngậm lấy một vòng nụ cười thản nhiên. Nếu là xem nhẹ hai người hiện nay thần sắc, chỉ sợ một chút ngự tiên cung đệ tử thấy được, còn có thể cho rằng đây là tại trong đêm riêng tư gặp đây đối đạo lữ. Nói đi, ngươi mục đích đến cùng là cái gì? Ngươi muốn thế nào mới có thể đáp ứng, buông tha cảnh tiểu. Lăng Ngọc Tiên nhẫn chịu không được cố trường ca bộ kia khí định thần nhàn, phản phất hết thảy cũng để ý liệu trong khống chế thần sắc, rốt cục nhịn không được lạnh giọng hỏi. Cảnh tiểu tại nàng trong mắt, kỳ thật chính là người bình thường. Nếu không phải bởi vì cùng nàng một thế này tuổi nhỏ thường có không ít giao tình, chỉ sợ hai người cũng sẽ không có bất kỳ gặp nhau mà cố trường ca nhưng điều nàng đều kiên kỵ, cảm giác không cách nào phỏng đoán nhân vật, hắn muốn đối phó cảnh tiểu, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Cho nên tại vừa rồi cố trường ca dùng cảnh tiểu đến uy hiếp lăng ngọc tiên lúc, nàng mới có thể cảm thấy phẫn nộ, mà lại không có lực lượng. Cuốn vào loại này không hiểu trong nguy hiểm, cảnh tiểu động một tí chính là thân vẫn đạo tiêu hạ tràng. Ngươi có phải hay không sai lầm một điểm, hiện tại cũng không phải ngươi hướng ta hỏi vấn đề thời điểm. Cố trường ca nhìn nàng một cái nói. Lăng Ngọc Tiên thần sắc một phòng, răng nhà thầm cắm nói, vậy ngươi còn gọi ta tới nói chuyện gì? Mục đích của ta kỳ thật cùng các ngươi mục đích đều là, ngươi muốn nghĩ cách cứu viện ra bị nhốt ngự tiên cung tổ sư, mà ta vẹn vẹn muốn lấy quay về chính ta đồ vật thôi. Ngươi cũng không cần đối ta quá mức đề phòng hoài nghi, ta cũng nói qua, ta đối ngự tiên cung cũng không có bất luận cái gì ác ý, tương phản giữa chúng ta, có lẽ còn có thể kết thành bằng hữu. Cố trường ca khẽ cười nói. Lăng Ngọc Tiên nhíu mày, hỏi, thu hồi ngươi đồ vật. Đến cùng là cái gì đồ vật? chẳng lẽ là ngự tiên cung bên trong có cái gì đồ vật là thuộc về hắn thế nhưng là xem cố trường ca bộ dáng không hề giống là đối ngự tiên cung bên trong đồ vật cảm thấy hứng thú bộ dạng giờ khắc này lăng ngọc tiên trong ốc rất nhiều suy nghĩ hiện lên nhưng một thời gian cũng không nghĩ đến đến cùng là cái gì đồ vật không phải là cùng nàng tỷ tỷ có liên quan vĩnh sinh chi môn về phần là cái gì đồ vật các ngươi không cần biết rõ các ngươi nghĩ cách cứu viện bị nhốt ngự tiên cung tổ sư mà ta thu hồi thuộc về ta đồ vật cái này cũng không xung đột, cố trường ca giống như biết rõ Lăng Ngọc Tiên suy nghĩ trong lòng, vẫn như cũ là cười nhạt một cái nói. Lăng Ngọc Tiên đôi mắt đẹp xếp sao đinh lấy cố trường ca, trong ốc các loại suy nghĩ nhau nhau. Nếu là thật sự như nàng suy đoán như vậy, cố trường ca nhưng thật ra là tới lấy đi vĩnh sinh chi môn. Vậy hắn hẳn là cũng không biết rõ ngự tiên cung lai lịch, cũng không biết rõ vĩnh sinh chi môn nhưng thật ra là trước đây bị tỷ tỷ nàng sở đoạt đi. Hắn cũng không biết mình thân phận chân chính. Dựa theo cố trường ca lời nói đến xem, vĩnh sinh chi môn nếu là thuộc về hắn. Vậy hắn chân thực thân phận, hẳn là trước đây vĩnh sinh chi môn người sở hữu. Tại đông đảo đồng cấp người vây công phía dưới vẫn lạc, lưu lại một vòng chân hồn không diệt, tràn trọc rất nhiều kỷ nguyên, lúc này mới dần dần chuyển thế luân hồi, cùng nàng đồng dạng thức tỉnh quá khứ túc tuệ. Nghĩ như vậy, hết thảy tự hồ cũng đều giải thích thông được. Mà nghĩ minh bạch đây hết thảy về sau, Lăng Ngọc Tiên trong lòng cũng bao nhiêu thở vào một cái. Người nói không sai, hai điểm này cũng không có xung đột, ngươi thu hồi thuộc về ngươi đồ vật, mà ta ngự tiên cung nghĩ cách cứu viện ra bị nhốt tổ sư. Nàng gật đầu, trong mắt đẹp có từ trước mắt tình huống đến xem, cố trường ca hẳn là trước đây vĩnh sinh chi môn cầm giữ dị sắc hiện lên. Có người. Vậy hắn lai lịch, nhưng nàng nhìn không thấu, cũng rất bình thường, dù sao trước đây có thể có được văn minh chí bảo những cái kia tồn tại, đều là sừng sững tại mênh mông giới chi đỉnh cuối đường cấp nhân vật, có tư cách tiếp xúc chân thực chi địa. Cho dù là Lăng Ngọc Tiên ở vào đỉnh phong thời điểm, cự ly những tồn tại này, cũng có rất mà cố trường ca hiện tại hẳn là cũng không biết rõ, trước đây cùng một chỗ liên thủ cướp đi hắn vĩnh sinh dài một đoạn cự ly. Cánh cửa những người kia, kỳ thật đang có bây giờ ngự tiên cung tổ sư, cũng chính là tỷ tỷ của nàng. Tỷ tỷ nàng cướp đi vĩnh sinh chi môn về sau, bởi vì muốn trưởng khống luyện hóa vĩnh sinh chi môn, mới có thể bị vĩnh sinh chi môn khí linh tính toán, bất đắc dĩ tự phong. Đoán chừng cố trường ca cũng là trải qua rất nhiều kỷ nguyên luân hồi, mới dần dần thức tỉnh quá khứ ký ức, sau đó nương tựa theo từ nơi sâu xa đối với vĩnh sinh chi môn cảm ứng, mới có thể đi vào ngự tiên cung. Mà hắn sẽ tiếp cận cảnh tiểu, cũng chính bởi vì cảnh tiểu sau lưng cảnh quốc, thế hệ phụ trách trấn thủ vĩnh sinh chi môn, gia cố phong ấn, cùng vĩnh sinh chi môn ở giữa, có một loại nào đó nhân quả duyên cớ. Hắn muốn theo cảnh tiểu trong miệng, thăm dò được có quan hệ vĩnh sinh chi môn sự tình. Chỉ là nếu để cho cố trường ca biết rõ, tỷ tỷ nàng chính là trước đây cùng một chỗ vây công cướp đoạt hắn vĩnh sinh chi môn nhân chi một, hắn đến thời điểm lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Còn có thể nghĩ là hiện tại như vậy lạnh nhạt tự nhiên, nói ra đối ngự tiên cung không có ác ý lời nói tới sao. Ta nghĩ, giữa chúng ta hoàn toàn chính xác có thể hợp tác. Lăng Ngọc Tiên mở miệng nói ra, cũng không có tại trong chuyện này cân nhắc quá nhiều. Nàng dự định trước ổn định cố trường ca, các loại nghĩ cách cứu viện ra tỷ tỷ nàng về sau, lại đi sau khi thương nghị mặc sự tình trách. Dù là đã từng hắn là cuối đường cấp bậc tồn tại, nhưng gặp như thế sau đại chiến, khẳng định không có khôi phục đỉnh phong. Ồ! Làm sao cái hợp tác pháp? Tại hạ ngược lại là rửa tay lắng nghe. Cố Trường Ca cười cười, một bộ đối với Lăng Ngọc Tiên dự định không biết chút nào bộ dáng. Ngươi muốn món kia đồ vật, ta biết rõ tại cái gì địa phương, ta không chỉ có thể nói cho ngươi, đồng thời cũng có thể giúp ngươi đạt được nó, ngươi cũng không cần đón thêm gần cảnh tiểu, nàng đối đây hết thảy hoàn toàn không biết rõ tình hình, nàng biết đến, ta cũng biết rõ, mà nàng không biết đến, ta cũng biết rõ. Lăng Ngọc Tiên nói thẳng. Cố Trường Ca khóe miệng hiển lộ một vòng nhiều hứng thú ý cười, nói, thế gian này thật có chuyện tốt như vậy tình, vậy ngươi cần ta làm cái gì? Lăng Ngọc Tiên đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm hắn, nói, ta cần ngươi ly khai cảnh tiểu bên người, đồng thời đến thời điểm ra tay trợ giúp ngự tiên cung, cứu ra tổ sư. Mà ngự tiên cung trên dưới, cũng sẽ toàn lực ra tay giúp ngươi thu hồi ngươi muốn món kia đồ vật. Cái này chính là song toàn cục diện, ngươi có thể nghiêm túc suy nghĩ một chút, nếu là ngươi không tin, ta có thể dùng ta đạo tâm phát thệ. Cố trường ca cười nói, so với ngươi nói những này, ta càng hiếu kỳ ngươi đến cùng là thân phận gì, vì sao ngươi như thế chắc chắn, ngự tiên cung trên dưới liền nhất định sẽ giúp ta đâu. Lăng Ngọc Tiên lắc đầu nói, vấn đề này, ngươi không cần để ý, ta có thể cầm đạo tâm phát thệ, nói tới những này câu câu là thật, sẽ không lừa ngươi. Chương 1188, Cảnh Quốc Thế Tử, đến từ mặt trời bên trong thanh âm. Cố trường ca nhìn nàng một cái, nói, đã như vậy, vậy ta liền tin ngươi một lần, bất quá ta muốn thu hồi đồ vật, ngươi thật xác định, muốn giúp ta sao? Lăng Ngọc Tiên luôn cảm giác hắn nói lời này thời điểm, khóe miệng tự hồ có một vòng như có như không ý cân nhắc. Nàng đại mi hơi nhíu, cảm thấy đây là cố trường ca tại kinh thường nàng, cũng tại kinh thường ngự tiên cung bây giờ năng lượng. Vĩnh sinh chi môn sự tình, đến thời điểm lại nói, việc cấp bách khẳng định là trước ổn định cố trường ca. Ngươi yên tâm đi, nói qua sẽ giúp ngươi, vậy ta đương nhiên sẽ không nuốt lời, nàng nói thẳng. Cố trường ca cười một tiếng, ngược lại không cần phải nhiều lời nữa. Lăng Ngọc Tiên tự hồ là đoán sai hắn mục đích cùng ý đồ đến, bất quá dạng này cũng tốt. Nàng đã hảo tâm muốn giúp mình, vậy liền để nàng giúp lại như thế nào? cái này đối với cố trường ca tới nói lại không tổn thất cái gì về phần lăng ngọc tiên muốn mượn này ổn định hắn vậy chỉ có thể nói nàng suy nghĩ nhiều cố trường ca nếu là muốn đối phó ngự tiên cung đã sớm bắt đầu động thủ không cần đợi đến giờ khắc này chỉ là bây giờ cục diện còn chưa không đáng hắn như thế đi làm nhớ kỹ nhóm chúng ta đêm nay lời nói từ nay về sau ngươi đừng lại tiếp cận cảnh tiểu đồng thời tiên vân trưởng lão nàng nhóm ngươi cũng không thể tổn thương gặp cố trường ca liền muốn quay người ly khai lăng ngọc tiên lại là lại lần nữa gọi hắn lại nhắc nhở yên tâm đi ta nhưng không có ngươi suy nghĩ xấu như vậy ta đối cảnh tiểu sư muội cũng không cảm thấy hứng thú cố trường ca cũng không quay đầu lại khẽ cười một tiếng nói chỉ là cứ như vậy xa cách nàng kia khó tránh khỏi sẽ có nhiều đã thương người lăng ngọc tiên nghe nói như thế liền rất là tức giận đã biết rõ đã thương người kia lại vì sao muốn đến gần người khác chỉ bất quá cái này thời điểm nàng cũng không có khả năng nói cái gì đau dài không bằng đau ngắn ngươi chỉ cần cho nàng nói rõ chân tướng thuận tiện nàng lạnh lùng nói mặc dù cố trường ca một bộ tuấn tú thần nhã bộ dáng nhưng lại như vậy đùa bỡn người khác thành tâm làm nàng trong lòng tràn đầy chán ghét hết lần này tới lần khác cố trường ca vẫn là một bộ không quan trọng tùy ý thần sắc phản phất sớm thành thói quen cố trường ca phát ra một tiếng tiếng cười cũng sẽ để ý tới nàng thân ảnh dần dần dung nhập trong bóng đêm rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa lăng ngọc tiên răng ngà lại là một trận thầm cấm lạnh lùng nhìn xem cố trường ca rời đi sau đó cũng hóa thành thần hồng từ mặt khác cái phương hướng thông đi. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, chính là nghĩ cách cứu viện ra tỷ tỷ nàng. Mặc dù cảnh tiểu sau đó có thể sẽ lại lần nữa ghi hận nàng, nhưng nàng cũng không quan trọng, chỉ cần cách xa cố trường ca, cảnh tiểu liền không khả năng gặp được nguy hiểm gì. Phía sau mấy ngày, Lăng Ngọc Tiên cũng tại lưu ý cố trường ca cử động, gặp hắn một mực tự hồ cũng tại hòn đảo bên trong, tuân thủ cùng nàng ước định, cũng không hiện thân lộ diện, cho dù là cảnh kia tiến đến, cũng không có nhìn thấy hắn, chỉ có thể ở hòn đảo bên ngoài chờ nửa ngày, sau đó vẫn trầm mặt rời đi. Điều này cũng làm cho Lăng Ngọc Tiên hơi yên tâm một chút, đem càng nhiều tinh lực đặt ở nghĩ cách cứu viện tỷ tỷ chuẩn bị bên trên. Lại là mấy ngày sau, Ngự Tiên cung chỗ sâu cung điện phá vỡ, đón lấy từng đầu thời không thông đạo bị xỏ xuyên. Đồng thời từng chiếc từng chiếc cổ lão phá vực chiến, chở rất nhiều thân ảnh mơ hồ, khoác lấy hào quang, hỗn độn khí, hướng khai thiên vũ, nhanh chóng không thấy. Thịnh Dương cổ vực, Tây Ngôn Châu, cảnh quốc đô thành. Linh Nhi tỷ, thế tử hắn đều như vậy nhìn qua bầu trời, nhìn nhanh ba canh giờ đi. Tây Bắc một góc một chỗ lịch sự tao nhã trong sân. Một tên ghim viên thuốc đầu tú Mỹ nha hoàng, tiến đến bên cạnh khác một tên nha bên người, nhìn cách đó không xa nam tử trẻ tuổi, thấp giọng hỏi. Tên kia nam tử trẻ tuổi, một thân ầm quý trường bào sa tanh, đang tự hồ nhìn qua bầu trời ngẩn người. Sắc mặt bởi vì lâu dài chưa từng thấy mặt trời, nhìn có chút tái nhật. Bất quá ngũ quan lại là cực kỳ đoan chính nho nhã, cho người ta một loại mùi sách nói. Tên là Linh Nhi Nha Hoàng, nghe vậy cũng là có chút lo âu nhìn sang đồng dạng đè thấp thanh âm nói thế tử gần nhất cử động đều có chút kỳ quái nhóm chúng ta muốn hay không đi mệt mỏi báo vương lễ mặt trời cao chiếu thừa mục lại rực mà là tu hành thị lực tu hành giả cũng thật không dám tại giữa trưa cái này thời điểm nhìn thẳng mặt trời hết lần này tới lần khác tên kia nam tử trẻ tuổi lại giống như mảy may cảm giác không chịu được mặt trời chói mắt cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua bầu trời khoảng chừng ba canh giờ mặc cho bên người hai tên nha thế nào kêu gọi cũng mảy may không để ý tới các ngươi chẳng lẽ thật nghe không được âm thanh kia sao nam tử trẻ tuổi có vẻ hơi ngu ngơ ánh mắt giờ phút này tự hồ là bởi vì nghe được hai tên nha hoàng hạ giọng trò chuyện lời nói trở nên linh động nhiều hắn vặn vẹo xuống có chút nho cứng rắn cổ sau đó mở miệng hỏi hướng bên người hai tên nha hoàng thế tử ngài nói là thanh âm gì gặp thế tử rốt cục lấy lại tinh thần hai tên nha hoàng cũng là lộ ra nét mừng nam tử trẻ tuổi gặp nàng nhóm tự hồ căn bản nghe không được nhỏ bé không thể nhận ra thở dài lắc đầu nói không có một thanh âm hắn ngay từ đầu cũng tưởng rằng tự mình ra ảo giác nhưng liên tục mấy ngày mỗi ngày đều là tại giữa trưa cái này thời điểm nghe được có người la lên thanh âm của hắn thanh âm kia ngay từ đầu không có đầu nguồn nhưng đằng sau hắn dần dần phát hiện tựa hồ đang tới từ đỉnh đầu kia vòng treo cao hừng hực mặt trời bên trong mặt trời bên trong tại sao lại có người đang hô hoáng tên của ta đến cùng là vì cái gì nam tử trẻ tuổi cũng không để ý tới hai tên nha hoàng nghi hoặc lo lắng thần sắc cảm thấy lắc đầu tự nói lấy hỏi hắn tên là cảnh hạng chính là cảnh quốc trấn bắc vương dòng giỏi bây giờ cảnh quốc quốc chủ đúng là hắn đại bá toàn bộ cảnh quốc đều là lấy hắn cảnh gia dòng họ đến mệnh danh cũng có thể gặp hắn thân phận tại cảnh quốc đến cùng đến cỡ nào tôn quý đương nhiên giống như là cảnh quốc dạng này đạn hoàng tiểu quốc tại tây ngôn châu có thể nói là đếm đều đếm không đến cảnh hạng thân phận tại tây ngôn châu tới nói cũng không thể coi là cái gì đương nhiên trước kia hắn cũng cho là như vậy nhưng thẳng đến gần nhất mấy tháng đến nay hắn dần dần phát hiện không thích hợp tự mình gia tộc tự hồ cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy hắn thuở nhỏ bởi vì đang điền vỡ vụn nguyên nhân không cách nào tu hành đằng sau đang điền tu bổ lại về sau cũng trở thành vô lậu chi địa thuở nhỏ cùng tu hành cách biệt có thể gần nhất đạo kia bỗng nhiên xuất hiện thanh âm nói cho hắn biết hắn kỳ thật cũng không phải là không thể tu hành chỉ là nhận lấy nguyền rủa cảnh gia tiên tổ bị nhường chú tại hắn cái này hậu bối trên thân ứng nghiệm nhưng là trên người hắn nguyền rủa cũng không phải là không thể hóa giải cảnh gia các lão tổ tuyệt đối là có biện pháp trợ giúp hắn hóa giải nguyền rủa ngay từ đầu đối với dạng này lời nói cảnh hạng là không để ý đến cho rằng là tự mình quá mức chấp nhất đã sinh ra muốn cùng mộng ma thế nhưng là những lời kia cũng không có theo hắn phủ nhận cùng không để ý tới mà biến mất ngược lại càng ngày càng nhiều cuối cùng tại mỗi ngày giữa trưa thời gian cảnh hạng đều có thể nghe được những lời kia giống như là vừa rồi hắn kỳ thật chính là tại cùng âm thanh kia trò chuyện chỉ là bên người hai tên nha hoàng cũng nghe không được cũng không biết rõ mới có thể cho là hắn là đang ngẩn người. Nếu như âm thanh kia không có gạt ta, vậy tại sao trước đây lão tổ bọn hắn không nguyện ý, ra tay giúp ta giải quyết hết nguyền rủa đâu? Nếu như ta có thể tu hành lời nói, kia trước đây Ngọc Tiên hẳn là liền sẽ không nói với ta ra nói như vậy đi. Ta cũng có tư cách, quan minh chính đại đứng tại trước mặt nàng. Cảnh hạ nghĩ tới những thứ này, khóe miệng không khỏi bộc lộ một vòng đắng chát cùng tự dẻo. Mặc dù chuyện kia đã qua nhiều năm, nhưng lại thường xuyên giống như là mộng cảnh, ở trong đầu hắn hiển hiện, hiện căn bản là xóa đi không rơi. Chương 1189, cảnh phủ bí ẩn, nhìn không thấy một đạo bình chướng phong ấn. Cảnh hạng làm cảnh quốc một cái duy nhất không cách nào tu hành thế tử, chẳng những không có nhận bất kỳ kinh thị cùng cười. Ngược lại là một đám hoàng tử, thế tử công chúa bên trong được sủng ái nhất một cái. Bây giờ cảnh quốc quốc chủ, đúng là hắn phụ thân thân ca ca. Chỉ là từ khi kế nhiệm hoàng vị đến nay, cả đời cũng tại tu đạo, chưa hề đón dâu, cũng không có đời sau, cho nên đối với cảnh hạng cũng là sủng ái đến không được còn lại cùng thế hệ cảnh gia đệ tử cũng xưa nay huynh thiện đệ cung kim yêu phi công không có làm ra bất luận cái gì tranh đoạt hoàng vị tiết mục đương nhiên cũng có rất lớn duyên cớ là cảnh gia đám người đối với cái này cảnh quốc căn bản không thèm để ý cảnh quốc tồn thế bất quá mấy ngàn năm tại tây ngôn châu không chút nào thu hút giống như là cảnh quốc đồng dạng tiểu quốc gia như bùng các số lượng đếm đều đếm không đến bất quá đây cũng là bởi vì cảnh quốc cách mỗi mấy ngàn năm đều sẽ thay hình đổi dạng một lần. Căn cứ cảnh hạng đoạn này thời gian hiểu rõ, cái này cảnh quốc hoàng vị, vẫn là trước đây phụ thân bọn hắn một trận từ chối, sau đó nhất trí ném cho trung thực đại bá, không người nào nguyện ý đi làm cái này tiện nghi hoàng đế. Biết được những này về sau, cảnh hạng cũng là ngu ngơ nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng tràn đầy một loại cổ quái cùng hoang đường. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ cảnh quốc lại còn có như vậy thần bí khó lường lai lịch. Nguyên bản đối với đạo kia bỗng nhiên xuất hiện thanh âm, còn lo liệu thái độ hoài nghi hắn cũng dần dần tin tưởng bởi vì rất nhiều chuyện cũng như âm thanh kia nói tới như vậy bị từng cái chứng thực hiện tại cảnh hạng là càng ngày càng tin tưởng tự mình chỉ là thân trúng nguyền rủa mới không cách nào tu hành hắn chỉ cần hóa giải nguyền rủa liền có thể cùng những người còn lại đồng dạng tu hành suy nghĩ một chút mùi mùi nàng có lẽ lâu chưa có trở về chính là không biết rõ nàng tại ngự tiên cung thế nào lúc ấy liền nên ngăn cản nàng đừng cho nàng đi kia ngự tiên cung đã lâu như vậy cũng xưa nay không cùng trong nhà liên hệ bất quá nghĩ đến vụ thân hẳn là có biện pháp đi bằng không thì cũng sẽ không yên tâm như vậy nhường cảnh tiểu một người đơn độc trời đi cảnh hạng ngẩng đầu lại nhìn mắt kia vòng treo cao chói mắt mặt trời cảm thấy lẩm bẩm vài tiếng mỗi ngày chỉ có tại giữa trưa cái này thời điểm hắn mới có thể nghe được mặt trời bên trong truyền ra âm thanh kia đoạn này thời gian cảnh hạng cũng tại đọc qua trong nhà một chút điển tịch sau đó cũng sẽ tiến về hoàng cung đi hướng trong tàn kinh các tìm kiếm có quan hệ ghi chép Hắn suy đoán có phải hay không là mặt trời nơi đó có một đạo hắn chỗ nhìn không thấy bình chướng kết giới hoặc là pháp trận. Cũng chỉ có tại giữa trưa thời điểm, nơi đó kết giới trận văn mới có thể buông lỏng, từ đó nhường hắn nghe được nơi đó truyền ra thanh âm. Cái này mấy ngày, Cảnh Hạng cũng hỏi thăm qua âm thanh kia, nghĩ biết rõ hắn là phương nào thần thánh. Nhưng mỗi lần đến vấn đề này, âm thanh kia kiểu gì cũng sẽ phát ra một đạo co nhẹ tiếng cười, cũng không cười thả. Cái này cũng khiến cho Cảnh Hạng lơ ngơ, chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp đi điều tra tại không có làm rõ ràng đây hết thảy trước đó, hắn cũng không muốn đem chuyện sự tình này cáo tri phụ mẫu bởi vì hắn có cảm giác, âm thanh kia tự hồ là đối cảnh phủ người, có co nhẹ cùng địch ý. Có quan hệ cảnh phủ rất nhiều bí ẩn, cảnh hạng cũng là thông qua âm thanh kia hiểu rõ đến, thế tử, ngài lại muốn đi hoàng cung sao? Gặp cảnh hạng tại nguyên chỗ dường như có ngẩn người một trận, sau đó liền bắt đầu khởi hành hướng phía viện lạc đi ra ngoài. Hai tên nha cũng là vội vàng cùng đi qua, ở phía sau mở miệng hỏi. Cái này mấy ngày, cảnh hạng đều sẽ đi trong hoàng cung tàn kinh cát, đọc qua một chút cổ tịch ghi chép, nàng nhóm cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Các ngươi liền không cần đi theo ta. Cảnh hạng gật đầu, mặc dù không có tu vi mang theo, nhưng hắn bước chân lại cũng không chậm, rất nhanh liền biến mất tại trong sân, hai tên nha hoàng có chút bất đắc dĩ liếc nhau, trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra tiếc hận, tiếc núi biểu lộ. Nghĩ đến thế tử hắn cũng còn không hề từ bỏ đi. Cho dù là nha hoàng, nàng nhóm tu vi cũng không tầm thường, bị cảnh gia thuở nhỏ bồi dưỡng dạy bảo, tại bình thường trong tông môn, cũng có thể bị xem như thiên chi kiều nữ đến nuôi dưỡng. Cảnh hạng một mực khát vọng tu hành, chưa bao giờ từ bỏ đọc qua cổ tịch, thẩm tra có liên quan ghi chép. Theo các nàng, cảnh hạng đoạn này thời gian tìm đọc các loại cổ tịch ghi chép, như trước vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn tìm được tu hành biện pháp. Hai tên nha hoàng thở dài, sau đó xoay người đi đem việc này bẩm báo cho cảnh hạng phụ mẫu. Mà giờ khắc này, tại cảnh phủ một chỗ thiên viện bên trong. Bây giờ cảnh phủ vương gia, vương phi, cùng một tên thân mang long bào, hơi có vẻ khôi ngô vĩ ngạn trung niên nam tử, đang ngồi vây quanh tại trước bàn đá, một bên thưởng thức trà một bên trò chuyện. Hai tên nha hoàng rất mau tới đến nơi đây, sau đó phụ họa tại vương phi bên người, nói cảnh hạng trước đó lại tại ngẩn người sự tình. Hạng nhi đoạn này thời gian, một mực tại hướng hoàng cung chạy, xem ra vẫn là đúng không có thế tu hành một chuyện, canh cánh trong lòng. Cảnh vương mặc dù không có tại cảnh hạng trước mặt hiện thân, nhưng đối với đoạn này chính thời gian nhi tử nhất cử nhất động, vẫn là rõ như lòng bàn tay. Giờ phút này nghe nói như thế, cũng không nhịn được khẽ thở dài một cái bắt đầu. Cảnh hạng thân thể vấn đề, bọn hắn từng tìm mấy vị lão tổ nhìn qua, liền bọn hắn cũng không có biện pháp. Trừ phi làm cho cảnh hạng trở lại thai bên trong, một lần nữa lại tố nhục thân, không phải vậy đại la kim tiên tới cũng không có biện pháp. Đây là một loại rất kỳ quái bệnh nan y, tự hồ cảnh hạng thể nội, có một loại nào đó lực lượng quỷ dị, một mực tại phá hư hắn đang điền, chỉ cần vừa có linh khí xuất hiện, liền sẽ đem đang điền hủy đi. Nhưng này loại sức mạnh đến cùng là cái gì, liền bọn hắn cũng không rõ ràng, cũng dò xét không đến. Cho nên cũng không phải là bọn hắn không thể tu bổ cảnh hạng đang điền, lấy cảnh gia nội tình, dạng gì thiên tài địa bảo tìm không thấy. Nhưng chính là cảnh hạng loại tuyệt chứng này, làm cho bọn hắn thúc thủ vô sắc. Tu bổ lại về sau, cũng sẽ lại lần nữa vỡ vụn, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Không có biện pháp, bọn hắn chỉ có thể lừa gạt cảnh hạng, nói hắn đang điền vấn đề là tu bổ lại, nhưng là hiện tại hắn trở thành vô lậu chi thể, không cách nào hấp thu phun ra nuốt vào linh khí. Như vậy triệu chứng, có thể nói vạn cổ hiếm thấy, trước đó cũng chưa bao giờ xuất hiện qua. Liền liền cái kia vị hảo hữu, bây giờ ngự tiên cung cung chủ ngự tiên cung, đã từng xuất thủ nhìn qua, lắc đầu nói thẳng không có chút nào biện pháp. Đáng thương hạng nhi, kỳ thật không thể tu hành, giống như là một người bình thường, vinh hoa phú quý cả đời, cũng là không tệ. Cảnh vương phi cũng là mặt lộ vẻ thương tiếc vẻ, ngữ khí bất đắc dĩ. Nếu là hạng nhi có thể tu hành lời nói, lấy hắn chăm chỉ khắc khổ, bây giờ tu vi tất nhiên sẽ không ở cảnh tiểu phía dưới. Một bên thân mang long bào trung niên nam tử, cũng tại mở miệng nói, thanh âm hùng hùng mạnh mẽ. Hắn chính là cảnh vương đại ca, hiện nay cảnh quốc quốc chủ tại. Chương 1190, cảnh tiểu nhất định bất phàm, trở về tộc địa. Tiểu nhi thuở nhỏ tu hành cũng cực kỳ khắc khổ, bây giờ cũng đã nhanh trở thành tiên vương không chừng tưởng đến đạo cảnh có hy vọng, thành tựu viễn siêu cùng thế hệ cũng không nhất định đây. Cho dù là cảnh tộc cùng bối phận đệ tử, cũng không có cái nào thực lực, có thể cùng nàng so với vai. Đề cập cảnh tiểu thời điểm, cảnh vương trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần ý cười đến tràn đầy vui mừng nói cảnh tiểu tại ngự tiên cung bên trong tu hành sự tình mặc dù trước đây bọn hắn có chỗ ngăn cản nhưng đằng sau cảnh tiểu khăng khăng tiến về về sau bọn hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp cũng nhắc nhở hảo hữu lăng thu thường thay chiếu cố trong thời gian này phát sinh một ít chuyện bọn hắn cũng đều biết rõ một bên vương phi cũng là mỉm cười nói tiểu nhi thiên phú kia tự nhiên không cần phải nói chỉ là nàng nha đầu này cũng rất có thể gây tai họa nghe thu thường huynh nói đoạn trước thời gian tại ngự tiên cung nàng thế nhưng là cùng Ngọc Tiên đánh một trận, đáng tiếc vẫn là không địch lại, bị Ngọc Tiên một chưởng đánh bại. Lăng Ngọc Tiên nàng thân có đạo vận, sinh mà bất phàm, tiểu nhi nghĩ thời gian ngắn bên trong liền đánh bại nàng, cơ hồ không có cái gì có thế có thế. Cảnh quốc quốc chủ nghe vậy, gật đầu, từ đáy lòng nói. Lăng Ngọc Tiên thiên phú, trước đây mấy người cũng xem ở trong mắt, so sánh cùng tuổi tự mình thật sự là kinh tháng không thôi. Như thế nhân vật, tương lai nếu là không vẫn lạc, chắc chắn thành tổ xưng tôn, sừng sững tại chư thế gian phong. Cho nên dù là biết rõ cảnh hạng đối Lăng Ngọc Tiên có hảo cảm, bọn hắn cũng không tốt chịu đựng, bởi vì hai người chú định cũng không phải là một cái thế giới. Mà lại, Lăng Ngọc Tiên thân phận rất đặc thù, trước đây ký dưỡng tại cảnh phủ thời điểm liền Lăng Thu Thường cũng nhiều lần đề cập, nhưng bọn hắn nhiều hơn lưu ý trong non. Cảnh vương bọn người tự nhiên không tốt tự tiện quyết định cái gì. Về phần cảnh kia đối Lăng Ngọc Tiên phẫn nộ oán niệm, bọn hắn cũng không thèm để ý, chỉ coi kia là tiểu bối ở giữa ầm ỉ ân oán, sớm muộn liền sẽ nhất tiếu mẫn ân cừu. Nói đến, có lẽ lâu không thấy tiểu nhi nha đầu kia thật đúng là rất nhớ đọc trước mấy ngày ta mới cùng thu thường huynh truyền âm liên lạc qua hắn ngược lại là nói đến một chút liên quan tới dạ nhi sự tình hắn nói giống như còn là có lòng thượng nhân vẫn là cái vẻ mặt là không tầm thường người trẻ tuổi lúc này cảnh vương trên mặt hốt nhiên mà lộ ra một chút nụ cười nhấc lên chuyện khác nghe nói như thế cảnh vương phi cùng cảnh quốc quốc chủ đều có chút kinh ngạc tiểu nhi niên kỹ cũng đến cái kia thời điểm lúc đầu cho là nàng nha đầu này tập trung tinh thần cũng về việc tu hành không nghĩ tới còn đột nhiên khai khiếu. Chính là không biết rõ cái gì thời điểm, nàng đem tâm thượng nhân dẫn trở về nhường nhóm chúng ta đem kiểm định. Sẽ để cho tiểu nhi động tâm nam tử, nhất định bất phàm. Cảnh vương phi miễn cười nói. Nàng đối với mình nữ nhi hiểu rất rõ, biết rõ bình thường nam tử, chắc chắn sẽ không nhập nàng trong mắt. Không chừng tiểu nhi sẽ trở lại thật nhanh, ta hôm nay sẽ đến đây tìm các ngươi hai, kỳ thật cũng là nghĩ nói chuyện này. Lúc này, cảnh quốc quốc chủ biểu lộ, dần dần trở nên nghiêm túc. Nghe vậy, cảnh vương cùng vương phi cũng một mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn bất quá nghĩ đến cũng là bọn hắn vị này đại ca tập trung tinh thần cũng về việc tu hành cho tới hôm nay đều chưa từng đón dâu hôm nay làm sao lại không có chuyện gì chuyên môn tìm đến đến hai người uống trà nói chuyện phiếm đại ca nói cho đúng là sự tình gì cảnh vương biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc không ít hiếu kỳ hỏi cảnh quốc quốc chủ ánh mắt thâm thúy nhìn về phía thiên viện bên ngoài thanh âm hơi trầm giọng nói ta cảnh phủ tổ tiên cùng ngự tiên cung ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ rất nhiều lão tổ cũng từng nói qua, sáng lập bây giờ ngự tiên cung vị kia, rất có thể chính là chúng ta tiên tổ, chỉ là việc này chính là ta cảnh phủ bí mật, không thể tự tiện truyền ra ngoài. Cảnh vương cùng vương phi cũng gật đầu, chuyện sự tình này bọn hắn kỳ thật cũng là đằng sau mới biết đến. Cái này dù sao cũng là cảnh phủ bí ẩn, bình thường tộc nhân đều không biết rõ, cũng chỉ có dòng chính hạch tâm thành viên, tu vi đến trình độ nhất định về sau, trong tộc trưởng bối mới có thể cáo tri việc này. Cùng lần này ta muốn nói sự tình, dính đến ta cảnh phủ vị kia tiên tổ nhiều trưởng lão cấp nhân vật đi vào thịnh dương cổ vực cùng ngự tiên cung ta đã nhận được tin tức ngự tiên cung đoạn này thời gian lại phái phái rất cảnh quốc quốc chủ trầm giọng nói ngự tiên cung cùng cảnh gia nguồn gốc rất sâu bọn hắn cùng ngự tiên cung đương thời cung chủ lăng thu thường cũng rất quen thuộc giao tình rất sâu không phải vậy trước đây lăng thu thường cũng không có khả năng yên lòng đem lăng ngọc tiên ký dưỡng tại cảnh phủ bên trong nguyên bản rất nhiều bế quan tìm tu không hỏi đến thế sự cảnh phủ lão tổ cũng bởi vì chuyện này không thể không xuất thế cảnh vương bọn người trong ngày thường đều ở tại hoàng đô rất ít trở về tộc địa cho nên căn bản liền không biết rõ việc này giờ phút này nghe cảnh quốc quốc chủ nói về hai người đều là khiếp sợ không thôi việc này rất trọng yếu cái này mấy ngày các ngươi chuẩn bị một cái theo lão tổ bọn hắn tin tức truyền đến đến xem tất cả mọi người đến trở về tộc địa một chuyến cảnh quốc quốc chủ trầm giọng đang nói xong sau chuyện này hắn liền rời đi thịnh dương cổ vực cảnh tộc hạch tâm tộc nhân cũng không nhiều cũng liền cảnh quốc cảnh nội nhiều một ít hắn còn phải nghĩ biện pháp liên hệ đến những này tộc nhân đem tin tức truyền cho bọn hắn bắt buộc cũng trở về tộc địa một chuyến cảnh tộc tộc địa cũng không tại cảnh quốc cảnh nội mà là tại một chỗ từ cảnh tộc đã từng bậc đại thần thông mở động thiên phúc địa bên trong nói là động thiên phúc địa kỳ thật xa so với phổ thông đại thế giới cũng còn còn mênh mông hơn rộng lớn là một phương độc lập vũ trụ trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt diễn hóa về sau tài nguyên cực kỳ màu mỡ linh khí không gì sánh được dồi dào có thể so với một chút chân chính bất hủ đạo thống thế lực Bất quá, cũng chỉ có cảnh tộc hạch tâm tộc nhân, tại nhất định tu vi về sau, mới có ô tiếp xúc tiến vào tộc địa, cảnh vương cùng vương phi hai người, tu vi tại trước đây cùng thế hệ bên trong, mặc dù không tính rất chấn nhọn, không bằng lăng thu thường bọn người, nhưng cũng không thể kinh thường. Hai người sớm tại rất nhiều năm trước kia liền thành liền đạo cảnh, chỉ là một mực không thể sinh hạ tử. Trong ngày thường không hiển sơn lậu thủy, cũng không có người biết rõ lai lịch của bọn hắn. Nếu là hai người liên thủ, tiếp sợ là đối mặt lăng thu thường, cũng có được đấu tư cách. Bây giờ, phát sinh bực này đại sự, bọn hắn bỏ mặt như thế nào, khẳng định cũng phải trở lại tộc địa một. Hạng nhi cũng không tu vi mang theo, ấn đạo lý hắn không thể tiếp xúc đồng thời tiến vào tộc địa nhóm chúng ta cũng không thể bảo hắn biết bất luận cái gì có quan hệ gia tộc sự tình. Cái này sự tình, hạng nhi biết rõ cũng vô dụng, vừa vặn hắn đoạn này thời gian cũng tại hoàng cung trong tàn kinh các đợi. Có linh nhi nàng nhóm phụ trách bảo hộ hắn an toàn, nhóm chúng ta cũng không cần lo lắng cái gì. Nghĩ đến chuyện sự tình này, hai người liếc nhau một cái, đều có nhiều bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng không dám vi phạm gia tộc quy củ, chỉ có thể nghĩ đến chuyện sự tình này giải quyết sau xem có thể hay không nhường lão tổ bọn hắn dàn xếp một cái. Dù sao cảnh hạn bởi vì thân thể nguyên nhân, không cách nào tu hành. Như vậy luôn không khả năng cả một đời cũng không nói cho hắn có quan hệ gia tộc sự tình. Mấy ngày sau, cảnh quốc quốc chủ mang theo mặt khác một chút cảnh tộc hạch tâm tộc nhân, lại lần nữa cùng cảnh vương, vương phi bọn người tụ hợp, tại hư không bên trong, mở ra một cái thời không thông đạo, chạy tới tộc địa đi cảnh vương cùng vương phi chỉ là cho cảnh hạng nói bọn hắn muốn đi bái phỏng một vị bạn cũ muốn rời nhà một đoạn thời gian chuyện còn lại cũng chưa lộ ra mảy may